cái câu chuyện thế này này. Các bạn cho hai bạn bé dưới 16 tuổi kết hôn ấy, thì cái việc đồng thuận của hai gia đình ấy không quan trọng, mà bạn trai chắc chắn sẽ phải đi tù. Mọi người hiểu ý tôi phân tích không ạ? Cái việc chúng ta có đồng thuận với nhau hay là chúng ta ra yêu cầu gì đấy là việc của các bạn. Nhưng mà pháp luật người ta bảo là dưới 16 tuổi mà có quan hệ trai gái là đi tù thì vẫn phải đi tù. Cho nên chúng ta không thể nói là bên cũng phải trao đổi cho bên đối tác người ta hiểu. Đấy, khi mà nói pháp luật thì chúng ta nói cứng một chút. Rồi bạn nam dần dần mình sẽ trao đổi nhé. Ok. Nếu mà giảm gì đấy thì việc đầu tiên ấy em phải chốt lại với mình một vấn đề này, nó vẫn phải là 8%. Thế em bây giờ nếu mà quay về cái câu chuyện mình vừa viết nhá, nếu mà họ muốn cái giá vẫn là 11 đúng không? Ví dụ cái giá đây vẫn là 11 tỷ thì giải pháp em phải tăng giá trước thuế lên. Đấy là phương pháp đơn giản nhất. Tức là hai bên phải thỏa thuận tăng giá trước thuế lên. Còn thuế nó vẫn chỉ là có 8% thôi. Thì khi mà em tăng được giá trước thuế lên ấy thì lúc đấy mới được. Nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp người ta sẽ không bao giờ cho các bạn tăng giá trước thuế lên. Ví dụ các bạn mua bán hàng hóa với cơ quan nhà nước mà các bạn dám tăng cái giá trước thuế lên ấy là các bạn có thể đi tù. Mọi người nhớ nhá, bởi vì chúng ta bán hàng cho nhà nước. Đợt vừa rồi tôi làm với một ban quản lý dự án ở miền Nam, tôi bảo là anh đừng có bảo em sửa giá trước thuế. Bởi vì nếu mà em sửa giá trước thuế là toàn bộ cái nội dung giá trị hàng hóa dịch vụ đấy là sai. Và y rằng khi mà đòi sửa giá trước thuế thì sau này kiểm toán nhà nước người ta yêu cầu trả lại tiền. Và nếu mà không trả lại tiền thì họ có thể, họ bảo họ sẽ khởi tố. Và cuối cùng ban quản lý dự án cũng phải chịu. Bởi vì về bản chất của cái thuế giá trị gia tăng này này, giảm đấy là giảm cái giá bán mọi người ạ. Tức là giá bán của hàng hóa dịch vụ phải giảm đi 2%. Cho nên là nếu mà em muốn giữ nguyên thì em phải tăng giá trước thuế. Mà tăng giá trước thuế thì hai bên phải có cơ sở với nhau, ký một cái điều chỉnh phụ lục vân vân. Đấy thì chúng ta khẳng định với nhau là chúng ta tăng giá trước thuế và thuế vẫn là 8% thì tổng cái giá trị sau này nó sẽ như vậy. Chứ nhiều doanh nghiệp lại bảo không, bọn em cứ suất như vậy đi rồi tự tăng giá trước thuế lên thì nguy hiểm lắm. Cả lớp nhá, nhất là bán hàng cho cơ quan nhà nước mà chúng ta dám tự động tăng giá trước thuế lên là chúng ta sai rồi. Đấy, các bạn đã hiểu bản chất chưa? Cho nên là thực ra trao đổi thì chúng ta muốn trao đổi đến tận cùng của vấn đề để chúng ta hiểu bản chất. Đấy, cho nên với cái câu chuyện 80-10% mọi người thấy không, rất nhiều anh chị mà không cẩn thận mà đã sai rồi. Còn tôi nói với mọi người này, khi mà làm việc về thuế đừng có lôi công văn ra, bởi công văn không phải là căn cứ pháp lý đâu. Ít nhất văn bản nào mới được dùng làm căn cứ pháp lý khi mà trao đổi về góc độ về thuế ạ, theo mọi người. Cái văn bản thấp nhất mà chúng ta được phép vận dụng khi mà tranh luận hoặc là trao đổi với công tác thuế má của một doanh nghiệp thì văn bản thấp nhất phải là gì ạ? Mọi người, văn bản thấp nhất là gì? Đúng rồi, chính xác đấy, văn bản thấp nhất phải là thông tư. Cho nên không thể lấy công văn được. Nhiều bạn lại bảo đây là cái công văn của một cái chi cục nào đấy ở tỉnh nào đấy trả lời cho một doanh nghiệp nào đấy, thế thì đâu liên quan đến chúng ta. Đúng ạ, họ đâu liên quan đến chúng ta. Và cái mức độ đúng sai cũng làm sao mà chúng ta khẳng định được. Công văn là một văn bản hành chính nhưng chúng ta không thể vận dụng được đâu. Thế bây giờ ví dụ giống như ngày xưa tôi tư vấn cho một công ty, họ chuyên về cái lĩnh vực cung cấp thực phẩm tươi sống, thực phẩm cao cấp ấy. Thì hồi đấy khi mà trao đổi về vấn đề về quyết toán thuế thì cũng là một cái bài học thực tế thôi, bài học xương máu ấy. Thì hai chúng tôi làm việc với nhau thì mọi người biết là bọn tôi là có hai cái loại sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là bọn tôi là thực phẩm chỉ sơ chế thôi, và bọn tôi có nhóm thứ hai là thực phẩm chế biến. Thì mọi người sẽ thấy là có hai loại sản phẩm này. Thì khi mà thực phẩm sơ chế thì bọn tôi bán cho hai đối tượng là bán cho doanh nghiệp, nghiệp kinh doanh, và thứ hai là chúng tôi bán cho người dân tương tự thực phẩm chế biến, và tôi cũng bán cho hai đối tượng đấy. Thì đây là hai cái trường hợp phổ biến đấy. Tức là ví dụ ông sơ chế giống như là cái câu chuyện mà
bọn tôi mua rau về bọn tôi nhặt ra. Thứ hai là chế biến, là cái câu chuyện mà bọn tôi làm thành xúc xích chẳng hạn, làm thành giò thì gọi là chế biến. Sơ chế là thịt chúng tôi chỉ xả ra thôi, xong rồi chúng tôi bán. Theo mọi người ạ, thuế suất trong hai trường hợp này là bao nhiêu? Nếu mà chúng ta bỏ qua cái 8% và cái 10% này, chúng ta chỉ có mấy cái mức phổ thông thôi, thì mọi người trả lời cho tôi bốn trường hợp này là thuế suất là bao nhiêu? Đấy, chúng ta thấy không, làm việc mà rất là mệt. Chúng ta căn cứ vào văn bản nào để chúng ta trả lời cái này? Nhờ mọi người thử mạnh dạn trả lời giúp tôi xem. Thực phẩm sơ chế mà chúng ta bán cho doanh nghiệp kinh doanh và chúng ta bán cho người dân, và thực phẩm chế biến chúng ta bán cho doanh nghiệp kinh doanh và bán cho người dân, thì chúng ta phải xác định là đầu tiên là cái mức thuế là bao nhiêu, và thứ hai là căn cứ của chúng ta à, nhiều. Thì cái này rõ ràng là một người làm kế toán, chúng ta phải là người tự tự trả lời chứ ạ. Chúng ta cũng không thể lên diễn đàn chúng ta đi hỏi cho vui được, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ trả lời từng phần một nhé. Ví dụ thực phẩm sơ chế mà bán cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Đấy, mọi người trả lời giúp tôi cái trường hợp một này trước nào. Rồi, mọi người trả lời giúp cho tôi. Trường hợp này đầu tiên, nếu mà chúng ta mua sản phẩm sơ chế và chúng ta sơ chế sơ sơ chúng ta bán cho doanh nghiệp kinh doanh sẽ là không chịu thuế đúng không? Đấy, rồi, một trường hợp này. Thế mà bây giờ nếu mà thịt bò chúng ta chỉ mới thái ra thôi, hoặc là chúng ta bán cho người ta dân một cái bắp bò đi, thì sẽ là bao nhiêu ạ? Chúng ta bán cho người ta cái bắp bò là sẽ là chắc chắn rồi, nó sẽ là phải cao hơn một bắp, nó sẽ là 5%. Đấy, tiếp, thực phẩm chế biến á. Thực phẩm chế biến chúng ta bán cho doanh nghiệp, ví dụ xúc xích chúng ta bán cho doanh nghiệp thì nó sẽ là 5% đúng không ạ? Và chúng ta bán cho người dân, nó sẽ cao một bậc, nó là 10%. Bây giờ sẽ đặt ra một cái câu hỏi là cán bộ người ta hỏi. Bây giờ ví dụ giống như là chúng ta bán, họ bảo thế này, họ bảo là bây giờ ví dụ bán rau sơ chế cho một trường quốc tế thì họ bảo là 5%. Theo mọi người cái này đúng hay sao? Bán rau sơ chế cho một trường quốc tế họ bảo là 5%. Thì mọi người, theo mọi người ạ, thì tôi đang để là không chịu thuế, doanh nghiệp đang bảo cán bộ người ta bảo là 5%, theo mọi người ai đúng, tôi đúng hay hay là là họ đúng? Đấy, và tôi thì tôi giải thích là giống như nhiều bạn có ý kiến ở đây ấy, tôi giải thích là ở đây là bán rau sơ chế cho một trường quốc tế nên tôi bảo là trường này là trường kinh doanh, cho nên là tôi không chịu thuế. Tôi bảo đây, cái trường này họ kinh doanh về xuất ăn, cho nên là họ thu tiền ăn. Đấy. Thì sau này cán bộ người ta bảo là thứ nhất là họ họ bảo với tôi là cái trường này là họ chỉ thu hộ đi hộ học sinh thôi. Và thứ hai là họ không xuất hóa đơn, nên họ bảo là cái này là 5%. Thì theo mọi người cuối cùng nó là 5% hay không chịu thuế, và chúng ta căn cứ vào văn bản nào để chúng ta trả lời. Đấy, các bạn thấy không, rõ ràng là chúng ta làm kế toán thì chúng ta phải có cái văn bản pháp luật chúng ta căn cứ vào. Thì hôm đấy thứ nhất là trích dẫn toàn bộ các cái văn bản này, thì mọi người biết là cái thông tư 219 nó có quy định rất là rõ về các cái vấn đề là sơ chế và chế biến ở trong cái điều số 5 ấy. Thứ hai là nó quy định rất rõ về không chịu thuế 5% và 10%. Thì đầu tiên là chúng ta phải vẽ được cái sơ đồ phía trên, đúng không ạ? Làm việc thì chúng ta phải chọn chốt được cái số trên nữa. Thứ hai là chúng ta vận dụng vào điều kiện của chúng ta,
Thì ở đây chúng tôi bán cho trường quốc tế. Thì chúng ta gọi là trường quốc tế thôi. Đấy là cái cách gọi về giáo dục vậy. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là ở đây là chúng ta gọi là trường quốc tế cho vui thôi. Chứ thứ nhất là về bản chất ấy. Doanh nghiệp tôi sau này tôi viết công văn lên tôi làm việc với họ. Tôi bảo là không có khái niệm trường quốc tế. Chúng ta chỉ có khái niệm công ty, kinh doanh, giáo dục thôi. Mọi người nhớ nhá, cái này là một trong những cái vận dụng pháp luật này. Thì mọi người vận dụng ở đâu? Chính là ở trong luật giáo dục 2015 ấy. Cho nên là đôi khi các anh chị làm thì luật ấy, và mọi người một cái thói quen là chúng ta cứ chăm đọc thông tư, chúng ta bao chăm đọc công văn và chăm đọc diễn đàn, chúng ta không tìm hiểu các cái quy định pháp luật liên quan đến công ty kinh doanh lĩnh vực giáo dục, chứ chúng ta không có khái niệm trường quốc tế, chúng ta gọi vui vậy thôi. Tất cả các trường quốc tế mọi người thể thấy là tất cả các trường quốc tế không có trường quốc tế nào cả đâu, ít lắm. Chúng ta phải biết đấy là một công ty kinh doanh lĩnh vực giáo dục. Vấn đề thứ hai ạ, là người ta kinh doanh có 3 mảng chính, 4 mảng chính, 5 mảng chính, rất là nhiều mảng chính. Một trong mảng ấy là mảng giáo dục, mảng thứ hai là xe đưa đón, mảng thứ ba là gì? Đấy, kinh doanh suất ăn. Đấy, cho nên là ở đây là họ họ kinh doanh về suất ăn nhé. Mọi người nhớ này, họ kinh doanh suất ăn. Đấy, họ cứ không thu hộ, thu hộ gì cả. Đấy. Này là họ kinh doanh suất ăn này mọi người ạ. Không thu hộ chi hộ. Làm gì có chuyện thu hộ chi hộ ở đây? Họ phải tổ chức bếp ăn chứ, họ phải thuê nhân công nấu ăn chứ. Đúng không? Họ phải làm rất nhiều các cái bước. Vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba ở đây là gì? Họ không xuất hóa đơn ấy thì đấy là lỗi, đấy là trách nhiệm của cái công ty đó. Không liên quan đến mình. Đấy, bạn lại đang bị một cái vấn đề là cơ quan chức năng người ta bảo là bạn phải đi xác minh, nhưng tôi bảo tôi không xác minh. Nếu mà cơ quan chức năng, thế cái trách nhiệm đấy là trách nhiệm của công ty đó và trách nhiệm của cái chi cục quản lý công ty đó. Làm sao mà tôi đi xác minh được? Cái việc mà một bạn học sinh mà phụ huynh đóng tiền ăn mà nhà trường không xuất hóa đơn ấy, thì đấy là trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế chứ không phải trách nhiệm của tôi. Tôi là công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho mọi người ạ. Đúng chưa? Thế nên là khi mà làm việc với họ thì mọi người cũng phải lưu ý á. Tất nhiên cái cách làm việc này thì chúng ta phải trả lời trên tinh thần mà rất là xây dựng, rất là lịch sự, chứ không phải lên chúng ta nói mầm những cái câu từ khó nghe. Nhiều anh chị hôm vừa rồi công đứa em tôi nó làm hộ kinh doanh ấy được mời lên để kê khai thuế, nó nói là bảo là nếu mà cơ quan thuế mà thu như vậy thì cái gì bọn em phá sản với em sẽ đóng cửa. Không thể nói thế được, nếu các bạn thích thì các bạn đóng cửa thôi, cái quyền mở công ty và quyền đóng cửa công ty là hoàn toàn quyền của các bạn mà, đúng không? Chúng ta lên làm việc với cơ quan chức năng chúng ta không nói những cái câu đấy. Bảo là cơ quan chức năng mà làm như vậy thì em sẽ đóng cửa, các bạn đóng cửa sẽ có người khác mở cửa. Mọi người công nhận điều đấy không? Có đúng không ạ? Chúng ta không phải ngành hàng thiết yếu, cho nên là chúng ta đóng cửa sẽ có người khác mở cửa. Giống như hôm vừa rồi cái câu chuyện mà cây xăng bảo đóng cửa ấy, cây xăng đóng cửa sẽ có người khác mở cửa, mở cây xăng mới. Cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta không không nên nói những cái câu đấy với cơ quan quản lý nhà nước. Đấy, thì mọi người đôi khi chúng ta nên có cái cách làm việc tranh luận chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái cách đối xử, cái cách ứng xử với nhau là nó phải lịch sự. Mọi người đều đồng ý không? Đấy là kỹ năng làm việc. Cho nên nãy giờ có thể cái cách nói của tôi nó hơi căng thẳng một chút, nhưng mà rõ ràng là chúng ta nói với nhau để chúng ta hiểu bản chất. À, chúng ta nói với nhau để chúng ta hiểu bản chất thôi, chứ chúng ta không thể là lên chúng ta nói là bảo anh cứ làm đi anh mà thế này thế kia tôi đóng cửa. Xin thưa mọi người nhé, đóng cửa ấy đầy ông vỗ tay, bây giờ tự nhiên nhà hàng của chúng ta đóng cửa, cửa hàng chúng ta đóng cửa, ông hàng xóm vui quá sợ chúng ta không dám đóng cửa thôi. Và thứ hai là trong những cái hội thảo như vậy, các hộ kinh doanh thì cũng phải thừa nhận là cơ quan quản lý nhà nước người ta nói không có gì sai cả. Thế nhiều bạn lại bảo rồi mỗi cái kinh doanh online một tí thôi mà cũng thu thuế, kinh doanh nào mà chả thu thuế.
Em nói vậy để mọi người cũng rất là thông cảm khi mà một số người bán hàng online trên mạng vì những cái câu chuyện nói thế, vì những cái chủ quan, vì cái chuyện đôi khi hơi mang tính chất là thách thức pháp luật ấy. Thế cho nên là người ta đến thanh kiểm tra thì lúc đấy là câu chuyện phức tạp nó mới xảy ra. Đấy, cho nên là ví dụ đây là một cái vận dụng của cái sản phẩm nông nghiệp, mà đây là một cái vận dụng đấy, vận dụng về liên quan đến những cái vấn đề về thuế suất 5% không chịu thuế. Hoặc là giống như là trường hợp là không phải thực phẩm đi, hợp cái này nó gần giống như là đây là bán cây này, bán cây cảnh chẳng hạn đấy. Trường hợp ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy nó gần giống như cái trường hợp bán cây cảnh. Nếu mà chúng ta bán cây cảnh cho người dân ấy, cho doanh nghiệp là chúng ta sẽ không chịu thuế, mà bán cây cảnh cho người dân là chúng ta sẽ chịu 5%. Cái cây cảnh nó là như vậy bởi vì cái cây cảnh chắc chắn là sẽ không có sơ chế, đúng không? Nhắc vào các bạn cũng thể thấy là nếu mà giao dịch liên kết thì cũng là bình thường thôi, đúng không bạn Thúy? Sao nhiều bạn, đôi khi tôi cảm giác mọi người cứ hơi căng thẳng với khái niệm giao dịch liên kết nhỉ? Giao dịch liên kết thì chúng ta kê khai, chúng ta báo là giao dịch liên kết thôi mà, đúng không ạ? Nhà nước thì người ta yêu cầu bảo khai báo thì chúng ta khai báo thôi. Nó giống như bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn thì chúng ta phải có cái giấy xác nhận là chúng ta hiện tại là không kết hôn với ai ấy. Thì bản chất của giao dịch liên kết thì bạn Thúy hỏi thế thì tôi nghĩ rằng là bạn hơi căng thẳng về suy nghĩ. Khống chế thì bạn phải chịu trách nhiệm bạn Thúy ạ. À bạn Hương ạ. À, khi mà người ta đã khống chế lãi vay rồi thì chúng ta phải chấp nhận, bởi vì cái này đã là quy định của pháp luật rồi thì đôi khi chúng ta không tranh luận nữa. Bởi vì nhà nước người ta bảo như vậy rồi thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Giống như cái câu chuyện thổi nồng độ cồn ấy, người ta bảo không là không thì tốt nhất là trong thời gian chờ sửa luật thì chúng ta tuân thủ, đúng không? Thế mọi người đôi khi chúng ta có một cái cách đơn giản, người ta đã bảo không thì chúng ta vui vẻ chấp nhận thì nó thoải mái nhất. Chứ còn nếu mà mọi người mà cứ lo sợ, cứ ấm ức rồi cứ tìm cách lách thì cũng không nên. Bởi vì người ta đã bảo giao dịch liên kết là khống chế 6-3 năm thì chúng ta phải chấp nhận cái đấy thôi. Đấy. Còn nhà nước quản lý giao dịch liên kết, đấy là việc của nhà nước. Nhà nước đã làm rất là chuẩn rồi thì chúng ta đôi khi những cái vấn đề đấy chúng ta cũng không nên lăn tăn nhiều quá. Quay về nội dung chính nhé. Đấy, cho nên là mọi người phải rất là thông cảm vì có những cái nó là quy định là chúng ta phải phải chấp nhận thôi ạ. Chứ còn nếu mà không chấp nhận thì cũng khó lắm. Đấy. Tiếp nhá. Ví dụ giống như là chúng ta bán cây. Thế cho nên là bây giờ lại sinh ra một cái câu chuyện giả sử cái chỗ 5% và cái chỗ 10% này. Vô cùng là mệt mỏi. Ví dụ người ta đặt ra một cái câu hỏi nghe rất là cảm lạnh nhá. Cây. Cảnh. Nhưng mà trồng lên chậu, có chậu này, phân bón này, đấy, vân vân, thì thuế suất là bao nhiêu? Hỏi câu rất là mệt mỏi, mọi người công nhận điều đó nhá. Đấy, một cái cây cảnh này trồng lên chậu rồi, mà có cả chậu, có cả phân bón ở trong đấy, mà bán cho doanh nghiệp hoặc là bán cho người dân đi, thì thuế là bao nhiêu? Thật chúng ta xử lý như này như này. Mọi người thấy là trong trường hợp này nhé, có rất nhiều cách tiếp cận, nhưng mà một trong những cái cách tiếp cận ấy là người ta bảo là tách riêng cái chậu, cái chậu là 10%, nhưng mà tách riêng cái chậu có cơ quan quản lý thì người ta bảo phải tách riêng cái chậu ra, cây riêng chậu riêng, tính tiền riêng, sổ hóa đơn riêng, thì cái cách đấy cũng có cái hợp lý, bởi vì cái chậu nó chả liên quan gì đến cái thuế của cái chậu, nó độc lập với cái thuế của cái cây. Nhưng mà có quan điểm khác thì bảo là cái cây và cái chậu nó là một, cho nên là ốp cái cao nhất mà tính. Nếu mọi người thấy nó rất câu chuyện rất là cảm lạnh thế này, đúng không? Bởi vì cái chậu ví dụ cái cây 10 triệu, cái chậu 10 triệu đi. Đấy, mọi người sẽ thấy nó khổ ở cái điểm đấy. Và đôi khi nhiều doanh nghiệp là tặc lưỡi 10% luôn. Thì nếu mà tặc lưỡi 10% luôn rồi bán cho người dân là 10% thì lại coi như là thực phẩm chế biến. Cả chậu cả cây bán 10, à, suất 10 thì cái phần thuế nộp nhiều quá. Đúng không ạ? Bán cho doanh nghiệp thì có 5 thôi. Như trong trường hợp này này, như trong trường hợp này mọi người phải lưu ý
là cái cây đấy mà bán cho doanh nghiệp ấy, nó vẫn là không chịu thuế. Và nếu mà nên chăng ấy thì chúng ta nên tách riêng cái tiền chậu ra để chúng ta xuất. Chứ nếu mà chúng ta cứ tính thành 10 hoặc 5% thì cao quá. Mọi người nhớ cái đấy. Cao quá thì giá trị hàng hóa dịch vụ của chúng ta cao. Tất nhiên là người mua hàng người ta phải trả rồi. Nhưng mà giá trị hàng hóa dịch vụ của chúng ta cao thì chúng ta mất nhiều tiền hơn. Đấy là cái nguyên tắc rất là cơ bản để các bạn thấy là đấy, làm việc riêng về cái chuyện thuế suất thôi mà nó đã cực kỳ là đau đầu nhá. Mới nói về vấn đề về thuế suất thôi à, chúng ta thấy là tranh luận với nhau đã rồi. Thì chúng ta phải vận dụng quy định của pháp luật, vận dụng đặc điểm của công ty để mình tự chốt ra được phương án. Hoặc là ví dụ vui vui thì hỏi tôi, chứ mọi người mà hỏi trên mạng ấy thì nguy hiểm lắm. Nó giống như cái câu chuyện mà muốn mua thịt lợn hoặc là muốn mua thịt bò giá rẻ ấy, lên tivi mà mua. Đấy. Chúng ta cứ bảo là tivi bảo rẻ nhưng mà chúng ta đi mua là đắt, mọi người công nhận không ạ? Thế cho nên là mọi người rảnh rảnh, mọi người lên mạng, mọi người hỏi trên diễn đàn, mỗi người trả lời một kiểu và trả lời sai cũng không ai chịu trách nhiệm với chúng ta. Cho nên việc đầu tiên của chúng ta phải tự phân tích vấn đề ra để chúng ta tìm. Chứ còn nếu mà chúng ta không thể tự phân tích vấn đề ra để chúng ta tìm ấy, chúng ta không có cái cơ sở để chúng ta tìm ấy, thì nguy hiểm vô cùng. Đấy là riêng về cái câu chuyện mới là câu chuyện thuế suất nữa nhé. Câu chuyện thứ hai, khi mà một doanh nghiệp mà đụng đến chúng ta, khi mà một doanh nghiệp bị đụng chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy là cơ quan chức năng người ta cũng có rất nhiều cái để người ta kiểm tra. Người ta có hai cái cách kiểm tra rất là đơn giản thôi. Thông thường thì nhá, là một số kinh nghiệm tôi vào một công ty thôi, tôi không nói là cơ quan chức năng này, thì mọi người sẽ thấy là bao giờ doanh nghiệp người ta nhìn đầu tiên là người ta nhìn doanh thu. Các bạn đừng có nghĩ người ta nhìn sổ sách. Tôi nghĩ thế thôi. Tôi vào một công ty tôi chả cần nhìn sổ sách đâu. Chị em thì cứ nghĩ rằng là ui dồi ôi, làm kế toán phải nhìn sổ sách, làm kế toán là phải nhìn chứng từ. Làm kế toán là phải nhìn cái lọ, nhìn cái chai. Nhưng mà không, cách đơn giản nhất là nhìn doanh thu. Doanh thu chúng ta nhìn ở đâu ạ? Mọi người, một ngày mát trời không may chúng ta ra với nhau giống như là nhìn mặt nhau đó. Nhìn mặt nhau nhưng làm sao biết nhìn cái gì được. Nhìn doanh thu người ta nhìn ở đâu ạ? Báo cáo tài chính. Câu hỏi đặt ra các mọi người là doanh thu báo cáo tài chính là chính xác chưa? Cả lớp, doanh thu ở báo cáo tài chính có thể sai do những nguyên nhân gì? Các bạn mạnh dạn chia sẻ cho tôi nhé, học vui vui mà, cũng không có cái gì nặng nề quá đâu. Các mọi người doanh thu ở báo cáo tài chính là chính xác chưa? Chúng ta có những cái sai sót gì? Doanh thu trên báo cáo tài chính chắc chắn là chưa chính xác rồi. Bởi vì doanh nghiệp bao giờ sẽ có hai kiểu. Mọi người thừa nhận là doanh nghiệp của chúng ta ở Việt Nam mình có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là kiểu khống doanh thu. Và kiểu thứ hai là kiểu giấu bớt doanh thu đi. Mọi người công nhận điều đấy không? Doanh nghiệp Việt Nam mình kiểu gì cũng có hai kiểu này. Kiểu thứ nhất là kiểu bán hàng một nhưng mà chắc là chúng ta phải bán thành hai. Đúng không? Giống như Việt Á ấy. Ông ấy mua từ bên Trung Quốc về. Ông ấy mua có 20-30 nghìn thì ông bán 500 nghìn. Ông ấy phải vòng vo qua rất nhiều cái cửa khẩu. Ông ấy vòng vo ra rất nhiều cửa khẩu, rất nhiều chỗ thế này thế kia, cái lọ cái chai để ông nâng dần dần lên. Và một ngày mát trời thì mọi người thấy cuối năm 2021 đấy, dân tình trên mạng nó bán có 50.000 một bộ kit test đúng không? Mọi người còn nhớ hồi đấy không ạ? Và vợ tôi mua rất nhiều kit test và tôi chả test cái nào cả. Cả nhà bị thì tôi test làm gì? Vợ con bị rồi thì tôi test làm gì? Ở nhà một nhà nhau thì vợ con bị rồi thì đương nhiên mình cũng bị. Các anh chị cứ test làm gì? Xong rồi các anh chị lại bảo thôi em test đi để lúc nào mà còn một vạch thì em còn đi làm. Công hiến ít thôi. Làm nhiều, làm tốt cho lắm vào ấy. Đến khi công ty khó khăn người ta vẫn cho nghỉ việc thôi. Nói sai cho một like cái. Có đúng không?
cống hiến cho nhiều vào, xong rồi công ty khó khăn người ta vẫn cho nghỉ việc thôi, đúng không? Có đúng thế không? Có đúng không ạ? Nhiều anh chị là có đúng là cống hiến hết mình cho công ty, đến khi người ta khó khăn người ta vẫn cho nghỉ việc không? Đấy, tôi mà nói sai nhờ các anh chị phản biện hộ. Cho nên mọi người thấy không, trong công việc chúng ta làm việc, nói thật với mọi người, cũng ở một mức độ nào đấy thôi. Chúng ta làm việc cũng ít ít thôi, nhiều anh chị cứ được cái quá là trăm, xong người bảo là công ty có mỗi một khoản lương này. Khoản lương duy nhất đấy là khoản lương làm kế toán. Thế tôi hỏi thế, thế em có một khoản lương nữa sao em không lấy à? Bảo lương gì thầy, bảo lương mua hóa đơn ấy. Thế các bạn đi mua hóa đơn cho sếp có lấy lương không? Không à? Thế hôm sau đi tù thì ai chịu? Bạn nào đã được đi tù vì chuyện mua hóa đơn chưa? Rõ ràng không có lương mà lúc nào cũng đứng ra đi mua hóa đơn cho công ty. À, đúng chưa? Cho nên mọi người sẽ thấy là đôi khi công việc chúng ta làm việc nó cũng sơ sơ thôi. Cho nên là một trong những cái trường hợp mà quay lại cái câu chuyện về khống doanh thu, nhiều doanh nghiệp khống doanh thu ấy. Xin thưa mọi người, nhiều doanh nghiệp khống doanh thu lên thì chúng ta lại phải đi giải cái bài toán là gì? Doanh thu vì chúng ta bán ra cao quá. Cho nên là chúng ta chỉ có một cái bài toán duy nhất đơn giản thôi. Bài toán duy nhất và bài toán rất là đơn giản thôi, là các doanh nghiệp đi mua hóa đơn, nói thẳng thắn là như vậy. Đấy. Và khi mà mua hóa đơn rồi thì các bạn lại còn tự an ủi lòng mình là gì ạ? Chỗ này là chỗ bán hóa đơn uy tín. Đã mua hóa đơn thì lại còn mua hóa đơn chỗ uy tín. Tôi không hiểu là mua hóa đơn uy tín là mua hóa đơn gì. Đấy. Lương tháng có 10 triệu thôi. Sáng sớm 7 giờ đã đi làm rồi. Không, tối 6 7 giờ tối mới về. Nhiệm vụ mỗi chuyện đi mua hóa đơn cho sếp được bao nhiêu tiền sếp giúp ta tiêu hết. Sếp thì suốt ngày đi du lịch, vợ con thì nhà lầu xe hơi, còn mình mỗi việc đi mua hóa đơn. Nên là nói vui vậy để mọi người sẽ thấy là nó nhiều cái rất là mệt mỏi. Thì mua hóa đơn là mua hóa đơn đấy bạn ấy, buôn bán hóa đơn ấy, trên mạng nó vẫn có mà. Con người là tài sản quý nhất của công ty, nhưng mà khi khó khăn thì cho bớt tài sản thì ra đường. Thì đúng là gì, chẳng nhẽ người ta lại cho bớt ô tô của người ta ra đường. Thôi quay về nội dung chính nhé. Các doanh nghiệp là người ta sẽ, nhiều doanh nghiệp khống doanh thu lên, như cái vụ Việt Á ấy, thì chúng ta khống doanh thu lên để bán được nhiều hơn. Và khi mà cái giá ký test ở Trung Quốc họ về cũng 70-80 nghìn thôi, mà giá bán cho nhà nước ấy nó lên đến 400-500 nghìn thì đương nhiên câu chuyện nó phức tạp lên rồi. Và nhiều người cứ tưởng như vậy là tận dụng được, lợi dụng được cái chuyện đấy, nhưng mà hóa ra là không phải. Hóa ra là rủi ro nó sẽ đến với các bạn rất là nhiều. Đấy. Cái trường hợp thứ hai là những doanh nghiệp gọi là giấu doanh thu. Như đợt này người ta làm cực kỳ chặt với cái ngành xăng dầu. Người ta làm cực kỳ chặt với ngành xăng dầu, bởi vì ngành xăng dầu là nói thẳng với mọi người là nhiều khi cũng giấu bớt doanh thu đi. Đấy. Cái khối nhà hàng cũng khấu doanh thu đi. Thì khống doanh thu ấy, thì xin thưa mọi người, doanh nghiệp nào mà khống doanh thu nhiều ấy thì có một cái nghề rất là cảm lạnh, rất là chúng ta mua hóa đơn đầu vào, đúng không? Chúng ta mua hóa đơn đầu vào nhiều doanh nghiệp này, vì cái chuyện đi mua hóa đơn đầu vào. Còn cái trường hợp thứ hai là doanh nghiệp mà giấu doanh thu. Giấu doanh thu thì nó thể hiện ở đâu dễ nhất? Chúng ta nhìn thấy được ngay. Theo mọi người ạ, khi một doanh nghiệp cũng khấu giấu doanh thu đi thì không cẩn thận là cơ quan chức năng người ta nhìn thấy ở đâu? Người ta nhìn thấy, đúng rồi, cơ quan chức năng người ta nhìn thấy là hàng tồn kho. Tất nhiên tồn kho đây là tồn kho ở trên sổ sách thôi nhé, chứ không phải là tồn kho thực tế. Đây là một cái phương pháp tư duy rất là đơn giản thôi. Nhiều doanh nghiệp khi mà nhập khẩu hàng về hoặc là lấy hàng hóa về thì chúng ta lấy đầy đủ hóa đơn để thuế giá trị gia tăng đầu vào chúng ta được khấu trừ hết. Nhưng mà chúng ta lại quên mất rằng là chúng ta xuất ra ít quá thì nó sẽ tồn kho. Thì lúc đấy tồn kho ảo, khi mà thanh kiểm tra thì người ta sẽ tìm ra, người ta phát hiện ra thôi. Cho nên rất nhiều anh chị là có một cái phương pháp tư duy rất là đơn giản là có những cái câu gọi là tự trấn an lòng mình là không sao đâu. Thì tôi nghĩ không không phải như vậy. Chúng ta đừng có trấn an lòng mình. Làm việc gì chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Nó giống như bóng đá Việt Nam mình,
Chúng ta nói gì thì nói, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Sếp không biết, sếp em bảo thì sếp em lúc nào sếp em bảo là cho em tăng lương thì hãy bắt em xử lý. Tại sếp em bảo, sếp bảo xong có chuyện gì thì sếp toàn ra nước ngoài rồi mỗi mình em ở lại. Ngày xưa mọi người biết là có một cái trò rủi ro vô cùng, đấy là trò bốc phét báo cáo tài chính để nộp cho ngân hàng không, để vay vốn đấy. Đến một ngày mát trời không trả được nợ, thế là cơ quan công an người ta đến, người ta bắt cả giám đốc cả kế toán ấy, bởi vì làm giả tài liệu hồ sơ. Mọi người đừng có nghĩ là làm cái báo cáo tài chính cho ngân hàng mà chúng ta làm vô tưởng vô phạt thì chúng ta nộp là được. Cho nên làm việc này mọi người sẽ thấy là cái lương của chúng ta rất là thấp so với cái việc chúng ta liều lĩnh, nên người ta sẽ kiểm tra hàng tồn kho, người ta sẽ phát hiện ra được ngay. Đồng ý không ạ? Cho nên mọi người nhớ này, đối với một doanh nghiệp ấy thì khi mà cơ quan chức năng người ta vào thì người ta sẽ kiểm tra cái doanh thu và người ta sẽ phán đoán, nói thẳng ra là người ta sẽ phán đoán xem là doanh nghiệp mình có khống doanh thu hay là giấu doanh thu hay không. Thì tôi nghĩ đấy là cái công việc bình thường của người ta thôi. Tôi vào một doanh nghiệp tôi làm việc thì tôi cũng phải thế. Cho nên chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng những cái rủi ro của chúng ta. Nó giống như chúng ta nhìn thẳng vào cái câu chuyện bóng đá ở Việt Nam ấy, trình độ của chúng ta rất là thấp. Xong rồi cái ông Park Hang-seo thì ông ấy cũng một phần may mắn và ông cũng giỏi và ông đá phòng ngự thì chúng ta toàn được rất nhiều thành tích và chúng ta cũng có cái bất ngờ với nước ngoài, với các đội khác. Đến khi mà chúng ta có một ít thành tích rồi ấy, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta rất là giỏi và cái ông ấy không đáp ứng được cho nên tìm một ông khác về thì toàn thua. Cho nên chúng ta thấy là đôi khi chúng ta bị bệnh chủ quan và bệnh ảo tưởng, nó rất là nguy hiểm vậy. Cho nên khi mà vào một doanh nghiệp ấy, được việc đầu tiên người ta sẽ để ý doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp có khống doanh thu hay không, và khi mà khống doanh thu người ta sẽ truy tìm xem cái hóa đơn, mua hóa đơn đầu vào truy tìm rất là dễ mọi người ơi. Xưa chúng ta cứ nghĩ rằng là để truy tìm người ta chỉ xem cái tài khoản gì thôi ạ, cái tài khoản gì người ta có thể truy tìm ra được cái thằng này, người ta sẽ tìm cái tài khoản 131 và người ta sẽ xem cái tài khoản 331 thôi. Người ta xem hai cái tài khoản này, người ta sẽ phát hiện ra ngay là doanh nghiệp mình có mua hóa đơn chứng từ đầu vào hay không. Và mọi người sẽ thấy ạ, đôi khi thời gian để càng lâu thì người ta càng dễ phát hiện ra hóa đơn chứng từ đầu vào của chúng ta là chúng ta đi mua đấy. Cho nên mọi người đấy, và tại sao người ta soi cực kỳ kỹ cái một cái vấn đề mà lúc nãy một số bạn hỏi đấy, đấy là giao dịch liên kết. Giao dịch liên kết thì liên quan gì đến việc mua bán hóa đơn của doanh nghiệp? Cảm thôi, giao dịch liên kết liên quan rất liên quan hóa đơn, bởi vì rất nhiều ông cáo cá là lấy tên người nhà để mở công ty, xong rồi cứ lòng vòng hóa đơn chứng từ với nhau. Cho nên cơ quan quản lý nhà nước người ta mới yêu cầu ta xem kỹ giao dịch liên kết. Chứ còn nếu mà chúng ta mua bán công Hai minh bạch với nhau thì chúng ta sợ gì giao dịch liên kết, chúng ta chỉ kê khai là được rồi chứ, đúng không? Ví dụ ông mở một công ty ABC gì đấy, xong ông A sẽ xuất hóa đơn cho ông B và sẽ đi vay ngân hàng để lấy tiền ra để làm cái việc gì đấy. Thế cho nên là tại sao người ta soi rất là kỹ giao dịch liên kết, vì người ta muốn tìm ra được cái bản chất của nghiệp vụ. Cho nên các bạn lưu ý này, cơ quan chức năng hoặc bất kỳ ai ấy vào doanh nghiệp người ta cũng đều phải tìm ra được bản chất của vấn đề cả. Chứ chúng ta không thể nói chung chung được. Cái cách nói chung chung như kiểu là bạn có muốn giàu có hay không, thì cha giàu, cha nghèo gì gì đấy, đấy là nói đôi khi chúng ta gọi là đào tạo về tinh thần thôi. Xong rồi bảo bóng đá Việt Nam đi ra nước ngoài phải tự tin. Làm gì có, yếu hơn làm sao mà tự tin được. Các bạn là làm không chuẩn và các bạn làm không chặt thì các bạn không thể tự tin được với cơ quan chức năng. Tôi dám khẳng định như vậy, đúng không? Cho nên những cái câu gọi là ra đá bóng với Nhật, mai đá với Nhật, nhưng mà cố gắng chúng ta tự tin nhé con mình học cũng giỏi, càng tự tin ấy mà càng cố gắng thì vào càng quên. Ngày xưa tôi học IELTS cũng thế, nhiều khi vào phòng thi ấy tự tin cho lắm vào, đến khi nghe phần nghe IELTS ấy tăng quên béng mất nghe phần 1. IELTS có 4 phần nghe mà quên béng mất nghe phần 1, còn mỗi phần 2, phần 3, phần 4 mà rõ ràng phần 2, phần 3, phần 4 còn khó hơn phần 1. Cho nên chúng ta đừng có dạy con mình tự tin khi mà chúng ta không 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 chắc, chúng ta không tự tin được đâu. Có bệnh chủ quan như ít có bệnh tự tin lắm. Làm sao tự tin là khi mà chúng ta không chuẩn, không giỏi.
Còn cái trường hợp thứ hai mà doanh nghiệp mà chúng ta đi giấu doanh thu ấy, thì người ta thứ nhất người ta sẽ xem là cái phần hàng tồn kho, người ta sẽ phán đoán theo hàng tồn kho. Và vấn đề thứ hai người ta phán đoán theo gì mọi người? Ngoài phán đoán ra hàng tồn kho thì người ta sẽ dựa vào một cái nữa để người ta tìm ra đấy là chúng ta quá định mức. Ý, chúng ta quá định mức. Mọi người nhớ nhá, tức là chi phí đầu vào chúng ta nhiều quá, chi phí đầu vào chúng ta nhiều quá. Lần trước tôi cũng tư vấn cho một công ty chuyên về lĩnh vực xét nghiệm y tế, thì nói thật với mọi người là cái mảng xét nghiệm y tế thì máy móc thiết bị nó có định mức rồi, đúng không? Và công ty thì vì một cái lý do ABC gì đấy, cái phần doanh thu thể hiện chỉ có 1/3 thôi, 1/3 thôi, và lương trả cho rất là cao. Doanh thu thể hiện có 1/3 thì và lương cao nhưng mà để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thì các bạn kế toán lại đấy, các bạn để lương thuế rất là thấp, và cái chi phí thiếu đấy thì bạn bù đắp bằng một cách rất là đơn giản là bạn ấy để nguyên phần nguyên vật liệu. Thế sau này cơ quan chức năng người ta vào, người ta kiểm tra, người ta với kết luận là so với định mức của máy móc ấy thì cái phần nguyên vật liệu thực tế sử dụng là quá định mức 3 lần, hay quá định mức 3 lần. Theo mọi người ạ, bây giờ chúng ta sẽ quay về cái câu chuyện về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu mà bây giờ ví dụ giống như là cái chi phí hóa chất đầu vào là 30 tỷ nhưng mà chỉ hợp lý có 20 tỷ thôi, hợp lý có 10 tỷ thôi, thế thì người ta xử lý bước tiếp theo như thế nào? Cả lớp, theo các bạn thì người ta sẽ xử lý bước tiếp theo như nào? Tức là chi phí hóa chất chúng ta đưa vào tận 30 tỷ nhưng mà cơ quan chức năng người ta bảo là chỉ hợp lý có 10 tỷ thôi, thì theo mọi người ạ, thì cái kết luận của cơ quan chức năng sẽ là gì? Cả lớp, cái kết luận của cơ quan chức năng ở đây sẽ là gì? Người ta sẽ xử lý bước tiếp theo như nào? Mọi người đoán ra giúp tôi xem. Không, đầu vào mua đủ bạn Anna Trần ạ. Đấy. Đầu vào đấy là mua thật đấy, là mua đủ đấy. Đầu vào thật nhưng mà chỉ là đầu ra có vẻ sai sai thôi. Đó. Đầu vào là có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Đấy. Thế theo mọi người người ta sẽ xử lý theo hướng nào? Theo đúng chuẩn mực kế toán thì mọi người sẽ thấy là chi phí vượt quá định mức ấy. Đấy, thì người ta sẽ gì ạ? Sẽ loại ra đúng không? Tức là các bạn sẽ bị loại ra 20 tỷ chi phí đúng không? Và loại ra 20 tỷ thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị xử phạt. À, thêm chúng ta sẽ bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn Liên đúng rồi. Quan điểm thứ nhất là quan điểm của bạn Liên là sẽ bị loại chi phí và nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp. Quan điểm thứ hai, mọi người có quan điểm thứ hai không ạ? Mọi người có quan điểm thứ hai không? Theo mọi người còn một quan điểm nữa, có thể là quan điểm gì? Đấy, chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Mọi người thấy làm việc về thuế má nó đau đầu như nào, nhiều anh chị. Đấy, đúng rồi. Trường hợp thứ hai mọi người sẽ thấy chắc chắn nguy hiểm hơn trường hợp thứ nhất là người ta yêu cầu là gì? Họ sẽ ấn định lại doanh thu. Thu tăng thêm 3 lần nữa. Nên mọi người thấy không? Đôi khi chúng ta nghĩ theo một kiểu nhé. Ví dụ giống như là mua vật tư. Chúng ta mua vật tư mà chúng ta lại bảo là nguyên vật liệu tôi dùng quá định mức đi. Thì tôi muốn được đưa vào ấy, đưa vào chi phí. Nhưng mà người ta bảo thôi loại ra đi. Loại ra thì lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng. Và khi mà lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng ấy, thì thuế chúng ta phải nộp. Tuy nhiên trường hợp này chỉ đúng khi mà cái phần chi phí vượt quá định mức nó chỉ khoảng độ 10-20% thôi mọi người ạ. Các anh chị nhớ nhé, chi phí vượt quá định mức của chúng ta nó không quá nhiều thì chúng ta làm theo cái phương pháp đấy được.
Chứ ở đây tôi nhấn mạnh lại này, chi phí vượt quá định mức của chúng ta gấp 3 lần. Điều đấy chứng tỏ rằng là doanh thu thực của chúng ta phải gấp 3 lần. Và người ta tạm kết luận như vậy là họ cũng có cơ sở. Mọi người đồng ý không? Tạm kết luận như vậy là có cơ sở quá chứ. Làm gì có chuyện không có cơ sở. Và sau này tôi hỏi mà tại sao công ty lại như vậy. Bạn kế toán bạn bảo là lương cao lắm nhưng mà em phản ánh lương thấp, cho nên là em đẩy nguyên vật liệu vào thì xử lý thế này thế kia. Tôi bảo thế thì hóa ra là vì cái chuyện bọn em không muốn nộp thuế thu nhập cá nhân, nên là em lại đẩy cái thế khó vào cho công ty. Xong thì bạn kế toán đấy bạn cũng bảo là thôi cái này thì em nhận em sai. Thế các bạn thấy sai chưa? Rõ ràng là do chúng ta sai. Cơ quan chức năng người ta làm đúng là gì? Thế bây giờ đặt ra một câu hỏi vui vui tiếp nhé. Nói về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nãy giờ chúng ta đang trao đổi về thuế giá trị gia tăng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta trao đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ giống như bây giờ là chúng ta... Ví dụ bây giờ trả lời cho tôi một câu hỏi là nếu mà giá vốn cao hơn doanh thu thì doanh nghiệp đúng hay sai? Các mọi người đây một câu hỏi này, ví dụ người ta xem báo cáo kết quả kinh doanh, người ta thấy giá vốn cao hơn doanh thu, thế giá vốn cao hơn doanh thu tức là tài khoản 632 đúng không, cao hơn tài khoản 511 thì sai hay đúng, và họ sẽ có biện pháp gì để xử lý? Đấy. Bạn nào đã kết luận được là sai chưa? Ví dụ giống như là chúng ta bán mà giá bán chúng ta thấp hơn so với giá vốn thì có được phép không? Hỏi một câu đơn giản hơn là có được phép bán thấp hơn giá vốn không ạ? Có được phép bán thấp hơn giá vốn không mọi người? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là thế là rất nhiều bạn bây giờ ví dụ giống như là chúng ta nói một cái đơn giản như này là chúng ta không được phép bán thấp hơn giá vốn, thì chúng ta phải chỉ ra được cái căn cứ, cái cơ sở. Ví dụ bây giờ chúng ta kết luận là không được phép bán thấp hơn giá vốn thì cái căn cứ pháp luật nào đúng không? Mọi người sẽ phải nên làm việc thì chúng ta sẽ thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà rõ ràng là các bạn có thể tra cứu tất cả các luật giá này, luật thương mại, kể cả luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì cũng không có quy định nào chúng ta không được bán thấp hơn giá vốn cả. Mọi người thấy đúng không? Cho nên nói đi nói lại chúng ta bình tĩnh nghe, chúng ta sẽ thấy là cũng không có quy định văn bản pháp luật nào cả. Còn đương nhiên là mặt hàng nhà nước quy định rồi thì chúng ta không nói. Cả cái mặt hàng thông thường thì rõ ràng là mọi người tra cứu chúng ta sẽ thấy là không có cái mặt hàng nào mà chúng ta không có quy định nào mà nói là chúng ta không được phép bán thấp hơn giá vốn đúng. Mọi người công nhận điều đấy không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại. Đấy. Thì chúng ta cũng phải giải trình ra được. Giải trình góc độ về quản trị thôi. Tại sao chúng ta lại bán thấp như vậy? Được, vừa rồi tôi cũng tư vấn cho một cái chuỗi họ chuyên nhập hàng gia dụng, hàng đồ bếp của Trung Quốc, của Đức các thứ ấy, họ về họ bán. Nhưng mà đen cái là họ lại nhập về đầu năm. Đầu năm nay thế là cuối cùng lại chả bán được. Khi mà không bán được thì thôi thì cũng phải chịu cách là thanh lý thì lấy bớt tiền đi thôi. Và sau này thì cơ quan thuế đến hỏi bảo là tại sao em xuất hóa đơn thì tôi có 2/3. Tôi bảo thực sự là doanh nghiệp khó khăn, bây giờ không có tiền nộp thuế. Thì cái giải pháp ấy mọi người phải thấy là đôi khi chúng ta dùng cái khái niệm tái cơ cấu ấy là chúng ta nói cho sang miệng thôi. Cái chữ tái cơ cấu là chữ nói cho vui thôi mọi người ạ. Làm gì có tái cơ cấu? Khi mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn ấy thì ngân hàng người ta cũng chả cho các bạn vay đâu. Chúng ta chả có vốn đập thêm vào đâu.
chúng ta chỉ có một cách đơn giản nhất là thanh lý hết tài sản đi. Và thêm một cái cách cảm lạnh thứ hai mà lúc nãy nhiều bạn nói đúng ấy, là đuổi bớt nhân viên. Đúng không? Khi mà chúng ta khó khăn rồi, chúng ta cũng chỉ có mấy cái cách đấy thôi. Chứ làm gì có cái cách gì cao siêu đâu. Nhiều anh chị cứ nói là bọn em có những cái cách cực kỳ là hay ho, có những cái cách cực kỳ là hoành tráng, với lại bọn em đang tìm đối tác vân vân ấy, nên nó cho vui. Đối tác của chúng ta đang khó khăn chết đi được ấy, chứ gì có chuyện ai đứng ra xử lý cho chúng ta. Đồng ý không ạ? Thế cho nên là mọi người thấy là để trong thực tế, khi mà lao vào cuộc chiến ấy, khi mà doanh nghiệp gặp khó khăn, bản thân tôi cũng thế thôi. Khi mà doanh nghiệp khó khăn mà tôi làm kế toán trưởng một công ty thì cũng chỉ có một cách là thanh lý bớt tài sản và cho nhân viên nghỉ việc thôi. Cho nên là mọi người thấy đôi khi nhân viên chúng ta đừng có cố trung thành ở đâu cả. Tôi đi làm việc tôi cũng nói vui, mọi người đừng có trung thành ở đâu, mọi người đừng có hy vọng có chỗ nào ổn định. Đến cơ quan nhà nước bây giờ cần thì người ta vẫn cả biên chế. Cho nên mọi người đừng có hy vọng là chúng ta có nơi ổn định, là chúng ta đi làm xong chúng ta cố gắng nâng cấp cơ hội rồi chúng ta tìm kiếm thêm cơ hội cho mình thôi. Chứ còn để làm giàu thì khó, chứ còn đương nhiên là để sống được thì chúng ta phải tìm cái hướng khác cho chúng ta chứ. Mọi người cứ cố cũng chả cố được đâu. Cho nên rõ ràng như trong trường hợp này, chẳng hạn cái giá vốn của chúng ta cao, doanh thu ấy, thì chúng ta cũng chưa hẳn là sai. Chúng ta không được phép bán thấp hơn giá vốn, nhưng mà cũng không có quy định pháp luật nào là nghiêm cấm cái hành vi này của chúng ta cả. Đấy. Cho nên mọi người thấy đặc biệt là đúng rồi, chính xác như nhiều bạn nói ấy. Ví dụ giống như là bây giờ đưa vào một số cái nhá, như bạn Hàng nói ra chính xác, bạn Hàng hay là bạn ấy gì đấy. Đầu tiên là chúng ta thấy là do cái chiến lược giá của doanh nghiệp. Mọi người biết là có phương pháp gọi là giá hớt váng rồi đúng không? Lúc đầu nó để giá thật cao. Sản phẩm công nghệ thời trang xinh đẹp lung linh nó để giá thật cao. Xong dần dần thì người ta hạ giá xuống. Có phương pháp thứ hai gọi là phương pháp giá xâm nhập. Lúc đầu thì để giá thật thấp. Xong rồi dần dần người ta tăng giá cao. Grab là phương pháp giá xâm nhập ấy. Đó. Đấy, mỗi ông có một cái. Kể cả doanh nghiệp dịch vụ, ngày xưa chúng ta thấy là mọi người thấy là nếu mà nói bảo là bán thấp, giá thấp quá, hỏi ông Việt Nam Airlines, hỏi ông Việt Z, bạn Tâm với công tôi nói đúng chưa? Thời kỳ dịch ấy, ông Việt Nam Airlines với ông Việt Z bán giá ối giời ơi luôn. Tôi nhớ là hồi đấy tôi bay khứ hồi vào Vinh ấy, chưa đến triệu, rẻ như đi xe, đi máy bay, à đi xe ô tô giường nằm. Thế khi mà rơi vào hoàn cảnh đấy thì chúng ta bắt buộc, thì chúng ta phải chấp nhận. Đồng ý không ạ? Thế nên là quan trọng nhất là chúng ta cũng giải trình. Cho nên nhiều anh chị là chúng ta đôi khi chúng ta đang bị những cái mặc định. Chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái mặc định của chúng ta đúng, nhưng mà thực ra lại là không đúng. Đấy. Chúng ta phải có cái thời điểm nhất định, chúng ta phải chấp nhận những cái thời điểm đấy. Và chúng ta phải giải trình được với cơ quan chức năng. Cho nên cái giải pháp của doanh nghiệp, ví dụ giống như là tại cái thời điểm bây giờ chẳng hạn, đến bây giờ mà chúng ta bán quần áo hè theo cái giá mùa hè thì là sao cả. Thế mọi người sẽ nhớ nhá, nó linh hoạt ở cái điểm đấy. Thế câu hỏi đặt ra ví dụ giống như là đây, hôm trước có một bạn hỏi tôi là bảo là thầy ơi, cái phần chi phí sau 41 nó bằng khoảng độ 40% doanh thu thì bị kết luận là cao quá. Thì mọi người trường hợp này mọi người kết luận là cao hay thấp? Không cao đi. Trong trường hợp này chúng ta kết luận là cao, không cao. Đúng không? Nói em rồi, chúng ta phải có cái kết luận rồi chứ. Cao, không cao mọi người. Sau 41 của chúng ta là 40% doanh thu. Thì theo mọi người có cao hay không? Hay không cao ạ? Chứ rõ ràng như trong trường hợp này thì mọi người có kết luận được không ạ? Nó không phải là tùy ngành nghề, bởi vì về bản chất của cái trường hợp này này thì xin thưa mọi người là nhà nước cũng không cấm. Ngày xưa chúng ta mới có cái quy định về hạn chế chi phí tiếp khách và hạn chế các chi phí khác, chứ bây giờ là chúng ta cũng không nói chuyện cao không cao nữa. Đấy, mọi người lưu ý nhé, chúng ta không đề cập đến vấn đề cao không cao bởi vì pháp luật không quy định về cái này. Và khi mà pháp luật không quy định về cái chuyện cao không cao thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Và ngày xưa tôi đã từng học với một thầy giáo, thầy nó chuyên làm tư vấn cao cấp cho cái thương hiệu mỹ phẩm L'Oreal ấy.
Noriel của Pháp ấy. Chúng tôi đàn ông thì chúng tôi không để ý lắm. Thì xin thưa mọi người là đối với một cái sản phẩm cao cấp thì nó có hai cái chi phí cao nhất. Chi phí R&D, tức là chi phí nghiên cứu và phát triển ấy, R và D ấy, R và D ấy. Thì ngay là R&D thì cái chi phí nghiên cứu và phát triển nó cũng khá là cao này. Bởi vì người ta phải nghiên cứu xem là nên tạo ra một cái sản phẩm như thế nào đấy để cho người ta thích. Thì chi phí thứ hai là chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng nó gồm chi phí liên quan về marketing, về chi phí chiết khấu cho ông lọ bà chai đấy, vân vân. À, theo tính toán của người ta thì cái chi phí trực tiếp để tạo ra cái thỏi son đấy có khi nó chỉ đến 30%, thông thường nó chỉ có 20%. Chi phí bán hàng nó rất là cao. Thế nên mọi người thấy là đối với một số thương hiệu hãng mỹ phẩm thì chi phí bán hàng có thể nó lên đến 60-70%. Thì nhưng mà pháp luật người ta cũng không cấm, cho nên chúng ta cũng không thể đề cập đến cái chuyện cao hay thấp được. Thế mọi người nhớ không ạ? Đấy, để ở đây chúng ta chốt lại một cái vấn đề này là chi phí của chúng ta ấy, về góc độ khi mà nói về pháp luật về chi phí thì chúng ta dùng một cái khái niệm là chi phí hợp lý. Mọi người nhá, chúng ta thấy là tất cả các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta vẫn đang dùng cái khái niệm là chi phí hợp lý. Chúng ta chứng minh được cái chi phí đấy là chi phí hợp lý là được, chứ không phải là cái chi phí của chúng ta cứ bị ràng buộc. Bởi vì pháp luật hiện nay họ ràng buộc rất là ít về cái này. Thế về vấn đề về chi phí hợp lý, có bạn nào đặt ra câu hỏi gì với tôi không ạ? Về chi phí hợp lý á, theo mọi người ở công ty mọi người có những chi phí gì mọi người cảm giác chưa hợp lý? Đấy, mọi người cứ mạnh dạn đi, cứ chia sẻ giúp thôi. Bởi vì nhiều khi làm việc và bị thanh kiểm tra là chúng ta sẽ hay đặt một cái vấn đề là chi phí hợp lý, đúng không? Chúng ta hay đặt ra vấn đề về chi phí hợp lý, chi phí nào của các bạn hợp lý và chi phí nào của các bạn không hợp lý. Thì đây, ví dụ giống như các bạn sẽ đặt ra câu hỏi luôn cho tôi là đấy là chi phí nhân công đúng không ạ, bạn Hằng? Thì chi phí nhân công của bạn không hợp lý ở điểm gì? Bạn có thể chia sẻ đúng không ạ? Hoặc là các bạn có cần gì hỏi về chi phí hợp lý không? Thì mọi người cứ mạnh dạn hỏi đi, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Chứ bây giờ người ta bảo là chi phí nhân công của doanh nghiệp thì chúng ta cao quá, thì chúng ta cũng phải xác định xem là cái cơ sở nào gọi là cao quá. Mọi người công nhận không? Không thể nói là anh ơi em cao lắm thì phân loại bớt của em ra được. Không thể nói ấy được. Bao giờ chúng ta cũng phải xác định xem là cái cao là cái gì. Thì theo mọi người, chúng ta có bị cao quá hay không? Và căn cứ nào để chúng ta nói gì chi phí nhân công là cao? Cho nên bao giờ khi mà đề cập đến vấn đề về chi phí ấy, thì chúng ta cũng nghĩ đến cái khái niệm chi phí hợp lý hay không, đúng không? Đấy. Và rất nhiều doanh nghiệp như bạn VH thì bạn nói phân tích rất là đúng. Nhiều doanh nghiệp để rơi vào trạng thái là chi phí nhân công của chúng ta thấp quá. Tại sao chi phí nhân công của thấp quá? Bởi vì nhiều doanh nghiệp lại dùng cái thủ thuật hơi lau cá một chút là đi mua hóa đơn. Mua hóa đơn thì vừa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ít và vừa nộp thuế giá trị gia tăng ít. Đấy là một bài toán mà nhiều doanh nghiệp người ta áp dụng, mà rõ ràng là chúng ta là kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng, chúng ta phải hiểu. Đấy. Chứ không phải đơn thuần là chúng ta đi rủ dê, chúng ta làm gạ với nhau này. Như vậy được. Rồi. Tiếp nha, câu hỏi đặt ra này. Các khoản chi phí không hóa đơn, chỉ có bảng kê hóa đơn và phiếu chi đi kèm có được tính không? Cái này thì tùy thôi bạn Thương ạ, bởi vì có những cái khoản chi phí thông thường là dưới 200.000 ấy thì bảng kê ví dụ giống như là chúng ta có thể tính được. À, có một số các cái dạng bảng kê đấy, ví dụ giống như bảng kê nông sản ấy, không hóa đơn nhưng mà mọi người mua nông sản của hộ gia đình, hộ kinh doanh ấy, thì chúng ta vẫn chấp nhận được cái chi phí này, đúng không? Đấy là cái trường hợp rất là bình thường để chúng ta vận dụng thôi. Ê, bây giờ mọi người sẽ thấy là ngoài cái phần xử lý bị loại các cái yếu tố chi phí này ra thì chúng ta sẽ thêm một cái câu chuyện thứ ba mà rất nhiều anh chị chúng ta đang quan tâm, đấy là về thuế thu nhập cá nhân, về bảo hiểm, về tiền lương, vân vân. Đặt cho mọi người một câu hỏi là gì ạ? Nếu mà chấm công
Hồng Kông một người dưới 13 ngày gì đấy thì không phải nộp nộp bảo hiểm xã hội. Thì cái này là đúng hay sai? Chúng có một người mà dưới 13 ngày. Chắc nhà anh chị lâu nay chúng ta cũng đang đồn với nhau thôi. Đúng không? Chấm công một người mà dưới 13 ngày. Chúng ta đang tháo nhau là à bây giờ là cứ nhân công lên này. Chúng ta cứ chấm dưới 13 ngày. Chúng ta cứ chấm dưới 13 ngày là không phải nộp. Đấy. Thì theo mọi người là đúng hay sai? Và chúng ta đã hiểu chính xác về cái khái niệm 13 ngày này chưa? Đấy. Mọi người cùng suy nghĩ với tôi xem ạ. Nhiều người bảo là bây giờ là thuê một ông thì mình cứ chấm công dưới 13 ngày thôi. Đấy. Là không phải nộp thuế, không phải nộp bảo hiểm. Nhiều bạn đang mách nhau cái này. Thì mọi người hiểu như thế nào về cái chỗ 13 ngày? Đấy, hợp đồng là một chuyện đúng không? Nhưng mà cái 13 ngày là không đúng. Tôi dám khẳng định mọi người cái 13 ngày là không đúng. Tại sao cái 13 ngày là không đúng? Mọi người đã bao giờ đọc cái luật để chúng ta tìm hiểu về cái chỗ 13 ngày này chưa? Chỗ 13 này này này, bản chất nó là gì ạ? Xin thưa mọi người, cái 13 ngày này bản chất nó rất là đơn giản. Tức là ví dụ bây giờ tôi đang làm giảng viên một trường đại học, tôi được đóng bảo hiểm rất là đều, rất là ổn định. Mọi người nhớ nhá, tôi là giảng viên một trường đại học và tôi được đóng bảo hiểm rất là đều, rất là ổn định. Thì một tháng nào đó tôi nghỉ ốm và tôi đi làm không đủ 13 ngày thì tôi không phải đóng cái bảo hiểm của cái tháng đấy. Mọi người nhớ cái này nhá, rất nhiều anh chị đang bị nhầm. Rất nhiều anh chị đang bị nhầm. Cái 13 ngày này, cái 12 ngày, cái 14 ngày gì đấy, cái 15 ngày này, này. Thì mọi người phải hiểu đúng cái bản chất của nó. Rất nhiều anh chị nói nhưng mà chúng ta chưa hiểu đúng cái bản chất này. Đấy nhá. Cho nên là đầu tiên là tôi giải thích cho mọi người về đúng cái bản chất của cái 13 ngày này. Là tôi đang là một người lao động và tôi được đóng bảo hiểm rất là đều. Nhưng mà một tháng nào đấy tôi bị ốm, tôi không đi làm đủ được một nửa tháng thì tôi không phải đóng cái bảo hiểm của tôi. Nhà nước sẽ miễn cho tôi vì tôi đi làm được ít ngày quá, cho nên tôi không phải đóng bảo hiểm cho cái tháng đấy. Thế là rất nhiều anh chị chúng ta đang vận dụng sai. Và chúng ta nghĩ rằng là một người lao động là cứ tháng nào mình cũng chấm 12 ngày là chúng ta không phải nộp. Thì cái đấy là lại sai nữa. Mọi người đồng ý không ạ? Cho nên nói về rủi ro về thuế má, rủi ro về bảo hiểm, nó rất nhiều vấn đề nó đi kèm với nhau. Nó có rất nhiều vấn đề nó đi kèm với nhau. Chứ không phải như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang hiểu sai. Chúng ta đọc được mỗi cái câu là làm dưới 13 ngày là không đóng bảo hiểm. Nhưng không phải, bản chất nó là như vậy. Mà bản chất nó là cái người đấy người ta đã đóng bảo hiểm thường xuyên ổn định rồi. Trong cái tháng đấy người ta đi làm không đủ 13 ngày thì không phải đóng bảo hiểm cho cái tháng đấy. Ê, mọi người đấy đã nắm được cái bản chất của nó chưa? Cho nên nhiều anh chị khi mà đọc luật chúng ta đọc không kỹ thì nó sẽ rơi vào cái câu chuyện. Thế cho nên khi mà nói đến cái phần chi phí nhân công nhé, nói đến phần thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta phải đề cập đến mấy phần phần này. Phần thứ nhất là hợp đồng lao động. Chính xác rồi, nhiều anh chị nói rất là đúng, hợp đồng lao động. Vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai. Chính xác, tôi sẽ giải thích cho các bạn luôn về cái chỗ mà một số bạn nói về cái chỗ lương KPI gì đấy, hợp đồng lao động. Thì trong hợp đồng lao động rất nhiều anh chị sẽ đưa ra một số các cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà ngoài hợp đồng lao động thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa là cái quy chế tiền lương của công ty. Đúng không? Mọi người thường sẽ phải có thêm cái quy chế tiền lương của công ty. Cái thứ ba là gì ạ? Cái thứ ba là cái vấn đề chúng ta ghi nhận vào chi phí nhân công. Tức là bút toán chúng ta ghi nhận vào tài khoản 62 này, tài khoản 627 này, đấy, tài khoản 641 chẳng hạn, tài khoản 642. Đây là vấn đề chi phí nhân công. Vấn đề thứ
tư. Mà khi mà giải quyết vấn đề về chi phí nhân công tiền lương thì chúng ta hay vận dụng. Thế là vấn đề gì ạ? Vấn đề về bảo hiểm. Và vấn đề thứ năm là vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm vấn đề này mọi người phải giải quyết đồng bộ với nhau. Năm vấn đề này chúng ta sẽ phải giải quyết đồng bộ với nhau. Bây giờ chúng ta thử phân tích từng cái vấn đề một nhé. Đấy, giải quyết vấn đề thứ nhất. Trong hợp đồng lao động thì nó sẽ còn có thêm một loại hợp đồng nữa, không phải là hợp đồng lao động. Mọi người ạ, trong hợp đồng lao động thì chúng ta sẽ thấy có, chúng ta có hợp đồng gọi là hợp đồng không xác định thời hạn, đúng không? Và hợp đồng xác định thời hạn. Đấy, ngày xưa gọi là ngắn hạn và dài hạn thì đây. Chúng ta còn một cái dạng hợp đồng nữa, đấy là hợp đồng khoán nhá. Cái hợp đồng khoán về nhân công này này, nó không tuân thủ theo luật lao động đâu, mà nó lại tuân thủ theo luật dân sự. Mọi người xuất luật dân sự, mọi người sẽ thấy cái hợp đồng khoán này. Đầu tiên sẽ là cái hợp đồng khoán này. Mọi người nhớ nhá. Chúng ta có một cái hợp đồng gọi là hợp đồng khoán. Tôi với anh khoán công việc với nhau thì nó không phải là hợp đồng lao động. Hợp đồng khoán là có một cái dạng hợp đồng nữa là hợp đồng hợp tác nữa. Khoán hoặc là hợp tác với nhau. Mà rất nhiều anh chị cũng đặt ra vấn đề là Grab phải đóng bảo hiểm cho Grab phải đóng bảo hiểm cho tài xế đấy. Nhiều anh chị hay nói cái câu và cơ quan một số cán bộ nhà nước này cũng bảo hay nói là hợp đồng khoán. Thì theo mọi người ạ, đúng hay sai? Theo mọi người, Grab có phải đóng bảo hiểm không? Grab có phải đóng bảo hiểm không ạ? Đúng rồi, Grab không thể đóng bảo hiểm được. Lý do rất là đơn giản, người ta là hợp tác. Đúng ạ, người ta có thể truy thu thuế thu nhập cá nhân của mọi người nhé. Hợp đồng khoán, hợp đồng hợp tác có thể là truy thu, à có thể tạm thu thuế thu nhập cá nhân. Chứ người ta sẽ không bao giờ người ta đóng bảo hiểm như chúng ta đâu. Thế cho nên việc đầu tiên là hợp đồng khoán. Em nói đến hợp đồng lao động còn mấy cái dạng, ví dụ giống như là lao động không xác định thời hạn. Không xác định thời hạn đi. Và chúng ta sẽ có một cái dạng hợp đồng là xác định thời hạn đúng không? Ví dụ thế. Thế bây giờ hợp đồng không xác định thời hạn thì chúng ta phải phân tích ra này. Tôi thuê một ông, ví dụ công ty tôi là công ty chuyên về cung cấp thực phẩm đi. Tôi thuê một, ví dụ tôi thuê lái xe giao thực phẩm hàng ngày từ 5 đến 7 giờ sáng. Theo mọi người có phải đóng bảo hiểm? Ngày nào tôi cũng thuê. Hoặc là ví dụ một công ty cây xanh đi, thuê tưới cây hàng ngày, ngày mưa, từ 5 đến 7 giờ sáng, trừ một số thời điểm, và thuê cả mấy năm luôn. Theo mọi người, hai ông này có phải đóng bảo hiểm? Hai ông này có đóng bảo hiểm cho người ta không? Đương nhiên là thuế là phải đóng rồi. Thì ví dụ giống như là có bạn vừa hỏi ở trên, bạn Trần Nguyệt Cát chẳng hạn, đang không hỏi đúng trường hợp này, đúng không? Khi một là chúng ta đưa vào dạng hợp đồng khoán hay là dạng hợp đồng hợp tác. Thứ hai là chúng ta đưa vào dạng hợp đồng lao động nhưng mà không xác định thời hạn. Rõ ràng là cái thời gian người ta làm việc nó rất là ngắn. Đấy. Thì một là chúng ta đưa vào hợp đồng khoán, hợp đồng hợp tác. Hai là chúng ta sẽ đưa vào hợp đồng không xác định thời hạn. Nhưng thời hạn nó quá là ngắn. Chúng ta chỉ thuê một cái khối lượng công việc nhất định thôi. Đấy. Cái trường hợp thứ ba là trường hợp ví dụ giống như là chúng ta thuê một ông chuyên gia đi. Một ông ấy chuyên về thiết kế, bạn vẽ, ông thiết kế một căn nhà. Thì có cần chấm công không? Thì rõ ràng là mọi người đang thiết kế một căn nhà thì bạn không thể chấm công. Càng chấm công chúng ta càng sai. Cái này là hợp đồng chúng ta phải xác định nó theo vụ việc.
Một là chúng ta đưa về nó hướng khoán, hai là chúng ta xác định vụ việc. Cho nên là trong hợp đồng chúng ta phải nhớ cái này, điều này. Cho nên không xác định thời hạn này. Thêm có một cái câu chuyện nữa, thì trong hợp đồng thì các anh chị cứ hay thích đưa vào một quan điểm, tức là trẻ có cái lương để đóng bảo hiểm và các cái gọi là lương nữa. Thì theo mọi người quy định như này là đúng không? Trong hợp đồng rất nhiều anh chị chúng ta đưa vào cái quan điểm là tổng lương là ví dụ giống như là 20 triệu đi, lương đóng bảo hiểm là 10 triệu. Thì quan điểm này là đúng hay sai? Quan điểm này là đúng hay sai? Cả lớp. Mọi người suy nghĩ 1-2 phút nhé. Tôi đi lấy cốc nước nhé. Các bạn chờ một chút. Quan điểm này là rồi, mọi người chúng ta vào tiếp nhé. Quan điểm này là đúng không? Quan điểm này rõ ràng là sai. Các bạn, nhiều bạn là cứ bảo là hợp đồng bọn em làm thì cái quen làm gì có cái chuyện này. Về nguyên tắc nhé, các bạn cứ đọc lại luật xem, là đóng bảo hiểm là đóng trên cái nguồn thu ấy, đóng bảo hiểm là đóng trên cái nguồn thu nhập ấy, chứ không phải đóng bảo hiểm dựa trên một cái cơ sở các bạn tự ghi, hoặc là cơ sở lương đóng bảo hiểm hay là tổng lương đâu ạ. Làm gì có chuyện nên ai cho các bạn ấn định ra một cái khoản lương bằng 1/4 lương thực nhận, xong người bảo đấy là lương đóng bảo hiểm. Mọi người thấy có đúng không? Đấy, nhiều anh chị cứ bảo thương bọn em đấy là bọn em cũng láo cá tí, bọn em làm vậy thôi. Không phải. Thế cho nên rõ ràng ở đây ấy, là rất nhiều công ty người ta phải đang làm theo cái mô hình gọi là lương, cái nguồn lương có hai nguồn. Một là cái nguồn lương ổn định, ví dụ tôi đang làm tư vấn cho một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng, thì lương của họ cũng có hai phần. Phần thứ nhất là phần lương ổn định, lương mang tính chất hành chính, là cứ hàng ngày là người ta, hàng tháng là người trả lương, thì đấy là cái cơ sở để đóng bảo hiểm. Sau này cán bộ bảo hiểm vào làm việc thì bảo tại sao không đóng trên cái mức lương của năm, hoặc là cái mức lương kia, thì cũng trả lời rất là đơn giản thôi. Thực sự là chia sẻ với các anh chị là gì ạ? Cái lương của dự án kia ấy, là nhiều khi cả năm không có doanh thu, doanh thu rất là thấp. Cho nên là cái cơ sở để xác định cái lương gọi là KPI, giống như nhiều bạn nói ấy, là không không rõ ràng. Nên nhiều công ty thì có thể tháng này sẽ chia thêm hoa hồng, tháng kia sẽ có thêm lương KPI, tháng nữa thì có phần thưởng, vân vân và mây mây, đúng không? Như vậy thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta ghi nhận là cái phần tổng thu nhập nó cao lên. Chứ không phải là chúng ta cứ làm lương ổn định một người một tháng 20 triệu xong bảo đóng bảo hiểm 5 triệu được. Như vậy là chúng ta đang sai luật. Và hiện nay pháp luật của chúng ta về vấn đề này họ chưa làm căng. Cho nên là chúng ta vẫn đang tìm cách chúng ta chống chế để chúng ta làm điều đấy. Nhưng rõ ràng là nếu mà làm căng, người ta lấy mức lương hoặc là mức thu nhập trung bình để người ta làm căn cứ, thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta chưa đúng không? Mọi người công nhận điều đấy không ạ? Nếu mà chúng họ làm căng và họ lấy cái thu nhập trung bình tháng ra để yêu cầu tính bảo hiểm, thì cái việc mà chúng ta quy kết ở trên hợp đồng như vậy là không chính xác được. Cho nên là tại sao nhiều doanh nghiệp người ta mới phải chia sẻ cái phần lương của người ta gồm hai phần. Phần lương thứ nhất là cái phần lương gọi là cái lương cơ bản thôi, và phần thứ hai là cái phần lương năng suất hoặc là lương KPI vân vân gì đấy. Thì cái phần lương này là phương lương không ổn định, thì với chúng ta mới dám dùng cái phần này để chúng ta tính bảo hiểm. Phần lương năng suất mà chúng ta thấy là chúng ta cứ ổn định theo hàng ngày thì đương nhiên phải cộng vào chứ. Có những dự án chúng tôi không thực hiện được thì chúng tôi không có lương năng suất.
cho nên tôi chưa có cơ sở để tôi đóng bảo hiểm. Mọi người nhớ nhé, chúng tôi không có cơ sở để tôi đóng bảo hiểm, cho nên là tôi phải đóng bảo hiểm theo cái mức lương cơ bản, cái mức lương một đấy. Giống như chúng tôi, ví dụ là giảng viên đại học, thì chúng tôi chưa thể xác định được là số tiết tôi dạy ở trong giảng viên đại học thì người ta có hai lương ấy, một là cái lương cơ bản đấy, hai là có cái lương dạy theo tiết. Thì làm sao mà tôi biết là cái năm nay chúng tôi có bao nhiêu tiết? Đồng ý không ạ? Làm sao mà tôi biết được trong cái năm này tôi dạy bao nhiêu tiết? Thì bắt buộc là phải đóng bảo hiểm theo cái mức lương cơ bản. Bắt buộc là phải đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản. Chứ còn bởi vì tôi không biết là năm nay là tôi có bao nhiêu tiết, cho nên là tôi không thể xác định được cái lương năng suất. Chứ còn nếu mà tháng nào tôi cũng đóng 20 triệu, à tôi được hưởng 20 triệu thì làm sao mấy được. Thế nên mọi người phải nhớ nhé. Vấn đề thứ ba nữa, à, chia sẻ mọi người ở đây. Vấn đề thứ ba này rất là rõ ràng này. Nhiều anh chị cũng vừa đặt câu hỏi lúc nãy với tôi, chi phí nhân công. Thì cũng chia sẻ mọi người rất là thật thôi. Từ trường hợp chúng ta dùng nhân công ma ra. Chứ còn về cơ bản là chi phí nhân công luôn luôn được tính là chi phí hợp lý. Đấy, các bạn đi làm việc các bạn sẽ thấy. Từ việc là doanh nghiệp chúng ta sử dụng nhân công ma để chúng ta xử lý chi phí thôi. Đấy. Chứ còn toàn bộ chi phí nhân công là đều được tính vào chi phí hợp lý. Các bạn cứ để ý xem có đúng không ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hiền. Cái phần thưởng tháng 13 và tiền thưởng Tết nhiều hơn mức lương cơ bản, mức lương trung bình tháng của cả năm ấy, thì phần nhiều hơn có được tính là chi phí hợp lý hay không? Cái phần bây giờ phải giải quyết vấn đề này này các bạn này. Cái phần tiền thưởng ấy, và tiền thưởng nhé, gọi chung là tiền thưởng đấy, là chúng ta lấy từ nguồn nào? Đúng không? Bạn Hiền phải xác định, và các bạn ở đây phải xác định này. Trong doanh nghiệp chúng ta sẽ có hai cái phần. Phần thứ nhất là phần chúng ta thưởng từ lợi nhuận. Phần thưởng từ lợi nhuận thì đương nhiên nó không là chi phí hợp lý rồi. Cái phần thứ hai là phần chúng ta thưởng từ chi phí. Đúng không? Phần thưởng từ chi phí thì nó sẽ đụng đến cái vấn đề chi phí hợp lý. Nên chúng ta gọi chung là cái khái niệm đấy là thưởng đi. Thì còn những cái khái niệm gọi là thưởng Tết hay là khái niệm là lương tháng 13 đấy là cái thỏa thuận trong hợp đồng thôi. Cái trong luật cũng không có lương tháng 13. Cho nên là nhiều doanh nghiệp cũng hơi dại khi mà chúng ta ghi rõ lù lù cái chữ lương tháng 13 và cái chữ thưởng Tết vào ấy mà không có, xong rồi người lao động người ta mắng cho là cũng không an đâu. Bởi vì trong luật là cũng không có quy định lương tháng 13. Cũng không có quy định là bắt buộc phải thưởng Tết, nhưng mà trong hợp đồng và trong quy chế của chúng ta tự quy định. Thế cho nên là trong cái trường hợp này là pháp luật là người ta không can thiệp. Thì khi mà anh thưởng từ phần chi phí ra ấy, thì nó vẫn đảm bảo là chi phí hợp lý nhá. Các bạn nhớ cái này, bởi vì nó đụng đến mấy vấn đề mà, thì chúng ta phải chiếu từng vấn đề một, bạn Hiền ạ. Nên là nếu mà chúng ta lại thưởng từ lợi nhuận, ví dụ cơ quan nhà nước người ta hay thưởng từ lợi nhuận, thì khi mà chúng ta thưởng từ lợi nhuận ra thì nó không còn là chi phí nữa, bởi vì đấy là phân phối lợi nhuận mà. Đó. Còn tuy nhiên là khi mà lương hay thưởng ấy, thì chúng ta đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Có cái phần trợ cấp phụ cấp hoặc là chúng ta phần phụ trội lên ấy, thì chúng ta mới không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ chúng ta làm cuối tuần rồi làm thứ bảy chủ nhật gì gì đấy thì chúng ta mới không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thế chỗ này là chi phí nhân công ấy, thì về cơ bản mọi người lưu ý nhé, về cơ bản là chi phí nhân công của chúng ta sẽ được tính vào chi phí hợp lý. Đồng ý không ạ? Đấy là về cơ bản thôi chứ không phải là tất cả được. Đó, thì mọi người sẽ thấy là cái khái niệm chi phí hợp lý đối với nhân công là rất là ưu đãi. Bởi vì bao giờ là chúng ta cũng trả cho người lao động, mà trả cho người lao động thì cơ quan quản lý nhà nước người ta sẽ cũng không có ý kiến gì cả. Nên rủi ro nữa là thấp. Cái rủi ro nó đến từ đâu? Rủi ro thứ nhất là nó đến từ phần bảo hiểm này. Mọi người công nhận không? Là chúng ta đóng bảo hiểm, thứ nhất là chúng ta không chịu đóng bảo hiểm. Không đóng bảo hiểm. Và thứ hai là chúng ta đóng bảo hiểm mức thấp quá. Thì cái mức thấp quá tôi vừa nói rồi. Còn cái trường hợp không đóng bảo hiểm thì chúng ta cũng phải phân tích ra để chúng ta tìm ra cái bản chất của nó. Đấy. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ không đóng bảo hiểm là chúng ta sai. Mọi người cũng đừng có nghĩ như vậy. Ví dụ giống như là tôi đi làm thêm chẳng hạn nhé.
Tôi đi làm thêm thì đương nhiên tôi không phải đóng bảo hiểm rồi, nhưng mà tôi đóng thuế thu nhập mà doanh à, xin lỗi, đây là thu nhập cá nhân, đúng không? Đấy. Mà bảo hiểm này nó lại bị vướng vào một cái vấn đề là như lúc nãy tôi vừa trao đổi với mọi người ấy, rất nhiều anh chị là cứ nghĩ rằng là chúng ta làm dưới 13 ngày này chúng ta không đóng bảo hiểm, thì cái này là không đúng. Đấy. Chúng ta đóng thấp thì chúng ta có thể đẩy lên cao, chứ còn chúng ta không đóng bảo hiểm ấy là nó là một câu chuyện khác. Đúng rồi, à, cái rồi rồi bạn Hiền nhá, tí tôi sẽ giải thích thêm cho. Đấy. Trường hợp này là trường hợp như bạn Hiền nói là trường hợp thuế thu nhập cá nhân, là trường hợp số tiền thưởng khi tính thuế thu nhập. Không, chúng ta sẽ thấy là như bạn Hiền, tôi chưa, có thể bạn chưa hiểu ý tôi rõ lắm, tức là quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng phúc lợi là cái quỹ mà hình thành sau khi chúng ta đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi. Tức là chúng ta có lợi nhuận thì chúng ta mới trích lập quỹ, đúng không? Thế cho nên là chúng ta không nói về vấn đề chi phí hợp lý ở đấy nữa. Còn người lao động thì đương nhiên là khi mà được hưởng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đấy. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ thấy là về phần thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân thì mọi người sẽ có mấy vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp chúng ta hay bị nhầm này. Vấn đề thứ nhất là tạm thu 10%. Nhiều đơn vị, rất nhiều cá nhân quên mất rằng là làm việc phải tạm thu 10%. Và mọi người nghĩ rằng là chỉ cần có cam kết là không thu. Cái này chưa chắc là đúng. Cái cam kết này chỉ áp dụng cho trường hợp một số cái lao động phổ thông thôi. Thì bây giờ ví dụ giống như là một bệnh viện tư, một ông tiến sĩ về mắt, ông ấy cam kết là thu nhập của ông dưới 132 triệu để không nộp 10%, tạm thu 10% thì được không ạ? Theo mọi người, bây giờ một ông chuyên gia ông bảo là thu nhập của tôi là tôi làm cam kết được không? Đương nhiên là không được. Mọi người phải nhớ điều đấy nhé. Rất nhiều doanh nghiệp là bị ăn đòn với cái chuyện này rồi. Khi mà chúng ta mời một chuyên gia, đương nhiên là chúng ta không đóng bảo hiểm cho người ta rồi, người ta có bảo hiểm nơi khác rồi, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải tạm thu 10%. Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp. Mà nếu mà doanh nghiệp mà không thu, sau này rất là phiền phức với cơ quan chức năng. Mà không thu thì có thể là người ta bảo là cái chi phí đấy là chi phí không hợp lý, hoặc người ta yêu cầu là ông phải đi thu hộ người ta 10%. Ngày xưa tôi đi làm có một mấy thầy đấy bảo là em không được thu của thầy, thì xong rồi em phải nộp mà thầy sẽ tự quyết toán về sau. Tôi cũng trả lời luôn là thầy có quyết toán hay không quyết toán thì có thể sau này thầy chủ động, nhưng mà đã là em bắt buộc em phải giữ lại của thầy 10%. Thế ví dụ trong hợp đồng quy định là doanh nghiệp trả hộ 10% thì được không? Theo mọi người ạ. Trong hợp đồng ví dụ giống như là trong hợp đồng có được phép quy định gọi là lương nét với lại doanh nghiệp trả hộ 10%. Và cái phần trả hộ đấy có được tính vào chi phí hợp lý không? Mọi người trả lời được là chưa chính xác rồi. Tôi nói thật, cái đấy không được được đâu. Thứ nhất là trong pháp luật của chúng ta là không có khái niệm nét hay không nét. Đấy. Đấy. Chúng ta không có khái niệm nét hay không nét đâu. Bây giờ ví dụ giống như là hai bên cam kết với nhau nhá, là một ca mổ này trả cho giáo sư là 10 triệu đúng không? Thì nếu mà theo luật là chỉ trả cho giáo sư mấy triệu thôi ạ, trả cho giáo sư 9 triệu thôi, và giáo sư phải bị giữ lại và mình đi nộp cho nhà nước 1 triệu, chuẩn chưa? Cái trường hợp thứ hai là giáo sư vẫn nhận 1 triệu và mình sẽ nộp thuế hộ cho giáo sư, là công ty mình sẽ nộp thuế hộ cho giáo sư là 1 triệu, vẫn trả cho giáo sư 10 triệu. Và nhiều bạn bảo là cái này sẽ được tính vào chi phí hợp lý 11 triệu. Thì cái này là đúng hay sai? Cái này là sai rồi. Và như bạn Hương trả lời là đúng đấy. Thích trả hộ thì giám đốc phải móc ví ra mà trả. Đấy. Bởi vì anh không thể thỏa thuận một vấn đề mà vi phạm pháp luật được.
Cho nên đợt vừa rồi có cái hợp đồng huấn luyện viên bóng đá ấy, lại cả liên đoàn bóng đá sẽ nộp hộ thuế thu nhập cá nhân. Tôi mới bảo đứa bạn tôi làm ở liên đoàn bóng đá, tôi bảo là ai cho các bạn cam kết như vậy? Làm gì có cái chuyện doanh nghiệp là trả hộ thuế thu nhập cá nhân cho ông huấn luyện viên? Chả bao giờ được phép như vậy cả. Nếu mà có được phép như vậy thì cũng phải im đi, bởi vì nó không đúng quy định của pháp luật. Cho nên là lương huấn luyện viên của Việt Nam ấy, nhiều ông lên đến mức nộp thuế đến 30%, và nhiều khi là liên đoàn này phải trả hộ như vậy là không chính xác đâu. Và nếu mà nộp thuế 30% thì ông ấy, chúng ta vẫn giữ lại của ông ấy 10%, và ông sau ông quyết toán ông phải nộp tiếp 20%. Chứ liên đoàn làm sao mà lấy tiền túi của liên đoàn ra đi nộp hộ thuế cho ông 30% được. Đấy, để mọi người thấy là đôi khi chúng ta sai cơ bản mà nhiều khi chúng ta không biết. Đấy. Chúng ta tạm thu 10% nhé. Cho nên là đôi khi chúng ta giải quyết một cái vấn đề đấy là thu nhầm còn hơn bỏ sót. Mọi người cứ nhớ cái câu đấy giúp tôi. Cái chỗ 10% này này, thu nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải thu, chứ làm sao có chuyện là chúng ta can thiệp vào cái chuyện đấy được. Một số trường hợp gọi là chúng ta biết chắc chắn người ta cam kết cảm giác ổn. À, cái trường hợp mà nếu mà công ty không nộp ấy, cá nhân làm sao biết được, thì cá nhân ấy bắt buộc phải yêu cầu công ty làm, chúng ta yêu cầu công ty phải trả cho chúng ta chứng từ khấu trừ thuế là vì vậy nhé mọi người. Cái trường hợp này có, nó giống như là cá nhân chúng ta đóng bảo hiểm ấy, xong rồi công ty lấy luôn tiền bảo hiểm lấy đi tiêu và không nộp lên, đúng không bạn Nhung? Cái trường hợp đấy là nhiều đấy. Đấy, thế cho nên là bắt buộc là chúng ta phải lấy cái khấu trừ, cái chứng từ khấu trừ ấy. Bởi vì cơ quan thuế thì người ta lại không xem trực tiếp là công ty có nộp cái tiền thuế của bạn Nhung lên không, mà cơ quan thuế sẽ xem cái số liệu tổng, đúng không bạn Nhung? Cho nên chúng ta chỉ cần cầm cái tờ khấu trừ thuế là xem như là đủ rồi. Chứ còn cơ quan thuế người ta sẽ không biết là công ty nộp cho cả nghìn bạn, cụ thể từng bạn một, người ta chỉ để ý con số tổng thôi. Thế mọi người thấy nó cũng khá hay ở dưới đấy. Cho nên là các bạn mà muốn khẳng định chính xác ấy, khi mà bị giữ lại 10% ấy, thì cách tốt nhất như tôi cũng thế thôi, đi dạy cho các dự án ấy. Khi mà bị như vậy ấy, tôi cũng alo cho em xin cái chứng từ khấu trừ thuế. Đấy là một cái cách đơn giản nhất. Đồng ý không ạ? Mọi người thấy là đôi khi làm việc chúng ta cũng rất là mệt, bởi vì chúng ta bị giữ lại 10%. Thế bây giờ ví dụ nhé, gặp một trường hợp thứ hai rất là cảm lạnh là tên của các bạn. Ví dụ cá nhân ở Hà Nội đi, mà bị một cái doanh nghiệp ở Đà Nẵng công tính lương, thì mọi người sẽ giải quyết như thế nào? Ví dụ chúng ta là cá nhân ở Hà Nội mà bị một cái doanh nghiệp ở Đà Nẵng họ chấm công và họ tính lương này. Thì ví dụ cá nhân đấy, người ta hỏi các bạn, anh chị cho em cái phương án chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm gì theo mọi người? Mọi người sẽ gặp ai để làm việc? Mọi người sẽ gặp ai để làm việc ạ? Mọi người từ công ty đấy hay là mọi người gặp ai? Chúng ta gọi điện cho công ty đấy không? Chúng ta là cá nhân ở Hà Nội nhá, mà bị một doanh nghiệp ở Đà Nẵng người ta chấm công và người ta tính lương. Đấy, mình phát hiện ra, hành động của mình sẽ là gì? Chấp nhận hay là sẽ liên hệ với không? Ngày xưa là nhiều khi là cán bộ người ta sẽ hướng dẫn là lấy đấy là mình sẽ hết. Theo mọi người thì chúng ta sẽ gặp cơ quan thuế ở Đà Nẵng hay là chúng ta gặp cơ quan thuế ở Hà Nội? Chúng ta sẽ gặp cơ quan thuế ở Đà Nẵng hay là chúng ta gặp cơ quan thuế ở Hà Nội? Đúng rồi, đấy, mọi người nhớ nhé. Cái này ấy, thứ nhất là chúng ta không liên hệ với doanh nghiệp. Chúng ta có biết ông là ai đâu, người ta lấy tên, ôi giời ơi. Chúng ta biết người ta là ai đâu mà chúng ta gặp. Đấy, mà gặp nó chả giải quyết vấn đề gì.
vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng ta cũng không thể gặp cơ quan thuế Đà Nẵng được, kể nhẹ chúng ta bay vào Đà Nẵng chúng ta gặp, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể gặp cơ quan thuế Hà Nội. Một là chúng ta sẽ gặp cái cơ quan thuế mà nơi chúng ta có hộ khẩu thường trú ấy. Hai là chúng ta sẽ gặp cái cơ quan thuế mà nơi mà chúng ta đang làm việc ở đấy, bởi vì nó phức tạp ở một điểm. Ví dụ tôi làm 10 nơi chẳng hạn, thì tôi bắt buộc phải tìm đến cái cơ quan thuế mà nơi mà tôi đăng ký hộ khẩu thường trú ấy. Và chúng ta sẽ làm văn bản gì? Chúng ta sẽ làm văn bản gì? Theo mọi người. Thì chúng ta lúc đây đơn giản, chúng ta làm một cái đơn tố cáo thì chứ làm sao? Nhiều khi các anh chị cũng thấy đấy là một cái trường hợp nói chuyện nghe rất là cảm lạnh, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng chỉ có cách đấy thôi. Chúng ta làm một cái đơn tố cáo là cái công ty ABC XYZ để nó dùng tên của mình và đề nghị là cơ quan thuế. Đương nhiên là phải cam kết rồi, chúng ta cam kết trong cái đơn tố giác đấy, chúng ta cam kết luôn, đúng không? Một cái tờ giấy thôi, trong cái đơn ấy đương nhiên là chúng ta cam kết chúng ta không làm ở đấy, mà chúng ta tố giác người ta, yêu cầu xác minh, đúng không ạ? Thì đấy là một cái biện pháp rất là đơn giản thôi, còn đương nhiên là người ta phải xử lý. Cái một cái ví dụ thứ ba liên quan đến thuế thu nhập cá nhân mà nhiều anh chị chúng ta đôi khi chúng ta cũng hay bị nhầm chẳng hạn. Ví dụ giống như là một cá nhân đưa giảm trừ gia cảnh, trừ gia cảnh cho doanh nghiệp mà toán lại bảo từ chối cái giảm trừ đấy thì có đúng không? Cho các bạn một người, người ta yêu cầu được giảm trừ gia cảnh cho một ông ABC khác gì đấy thì toán mình từ chối, thì theo mọi người là như vậy là mình đúng hay là người ta đúng? Mình có được phép từ chối không? Cái cá nhân đấy người ta bảo là tôi tìm hiểu rồi, xong rồi tôi xác định là tôi có một cái giảm trừ gia cảnh như này, tôi gửi cho các anh các chị này, nhờ các anh các chị đưa vào cái diện giảm trừ gia cảnh giúp tôi. Thì các bạn kế toán thì bảo là ui cái này là không không đúng đó, tôi không đi. Nhiều anh chị sẽ bảo là không đúng, cái này là bọn tôi xác định nó là chưa hợp lý. Thì theo mọi người là như vậy, kế toán là làm đúng chưa? Thì xin thưa mọi người, ở đây thì mọi người cũng phải xác định rất là rõ này. Trong trường hợp này kế toán chúng ta cứ tiếp nhận bình thường, chứ không phải là chúng ta cũng không thể kết luận là chúng ta sai được. Đúng không? Kế toán là chưa đúng đâu. Thế bây giờ ví dụ tôi hỏi bạn Hương rất là đơn giản nhé. Ví dụ công ty tôi có một anh ấy nuôi người nhà ở quê mà được xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, thì theo bạn là cái giảm trừ gia cảnh đấy là đúng chưa? Không phải là nuôi con cái bố mẹ, nuôi một cái ông hàng xóm ấy, mà Ủy ban Nhân dân xã xác nhận là đang nuôi một cái ông hàng xóm, một cái ông hàng xóm đấy đang bị tàn tật chẳng hạn, thì cái giảm trừ gia cảnh đấy là đúng hay sai? Cái giảm trừ gia cảnh nên là đúng với các bạn ạ. Bởi vì sao? Chúng ta là cứ lấy luật thuế thu nhập doanh nghiệp ra chúng ta trả. Người ta được phép nuôi một người khác, miễn sao là người ta xác minh, người ta chứng minh được cái việc đấy, và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương người ta đồng ý, chứ chúng ta liên quan đến gì? Ví dụ giống như công ty tôi có một anh, anh ấy không có quan hệ cũng được bạn ơi, bạn mơ nhá. Đấy, chứng tỏ là rất nhiều bạn là cũng chưa đọc văn bản đúng không? Thế chúng ta đôi khi chúng ta cứ tưởng rằng là không có quan hệ là chúng ta không được nuôi, có quan hệ vẫn nuôi. Kiểu nhiều ông nuôi sugar baby. Sugar baby không được giảm trừ đâu mọi người chắc. Mọi người cứ đọc văn bản pháp luật mọi người sẽ thấy là được phép nuôi. Thì tôi vừa nói là được chính quyền địa phương xác nhận ấy. Ví dụ ở địa phương là ngày xưa là cái anh giám đốc bên tôi là anh ấy làm cái xác nhận, tôi là người hướng dẫn, tôi bảo là bây giờ anh có nuôi ai không, anh bảo là ở quê là có một bà cô và không lấy chồng, bây giờ bà cũng 60 tuổi rồi thì mỗi tháng anh cũng phải gửi tiền cho bà mấy triệu, bà ở nhà và trông nhà thờ họ, thì tôi bảo là
Thế thì anh làm cái xác nhận của xã đi, thì xã cũng xác nhận vào đấy là cái bà đấy là gọi là cô ruột của ông này, và bây giờ là không có gia đình, không có con cái đấy. Và cũng quá cái tuổi lao động rồi, thì xác định là cái trường hợp này là neo đơn, và cái ông giám đốc của bên tôi là ông là người nuôi, thế là vẫn làm giảm trừ gia cảnh cho người ta bình thường. Đấy, mọi người thấy mà, đôi khi là kế toán của chúng ta cũng phải nắm rất là sâu luật, bởi vì gọi là người phụ thuộc mà. Trong cái khái niệm người phụ thuộc, người ta không nói là phải có quan hệ gia đình, đúng không? Thứ hai là người phụ thuộc đấy, người ta phải mất khả năng lao động. Và thứ ba là có xác nhận của địa phương thì chúng ta sẽ được tính. Nó giống như cái câu chuyện trích lập dự phòng ấy, mọi người thấy là đôi khi nói về phần chi là cũng trích lập dự phòng cũng là phải thu có đòi. Xong nhiều anh chị lại bảo là người ta không bên đối tác, người ta không xác minh, người ta không xác định công nợ cho mình, cho nên mình không được trích lập dự phòng. Không đúng, người ta đã nợ tiền mình, người ta đã bỏ trốn thì người ta xác minh đối soát công nợ làm sao. Mọi người còn nhớ cái trường hợp đấy không ạ? Trường hợp mà ví dụ giống công nợ phải thu có đòi ấy, thì chúng ta phải trích lập dự phòng. Thì nhiều anh chị mà không trích lập được dự phòng, lý do là bên kia nó không ký vào cái phần biên bản đối chiếu công nợ. Nhưng mà công ty người ta bỏ trốn rồi thì người ai ký vào biên bản đối chiếu công nợ được, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ có chứng từ khi mà chúng ta bán hàng cho người ta, chúng ta có hóa đơn, chúng ta có chứng từ ngân hàng xác định là người ta cũng trả một phần tiền rồi. Không có thì đương nhiên là không có, chúng ta chỉ có một cái công văn chúng ta gửi theo cái địa chỉ đấy thôi, có dấu của bưu điện là chúng ta đã từng gửi công văn đòi nợ rồi. Mà không được, thế là đủ điều kiện để chúng ta trích lập dự phòng rồi, bởi vì quy định của pháp luật nó là như vậy. Mọi người cứ đọc thông tư xem, mọi người sẽ thấy. Nhưng nhiều anh chị lại bảo bây giờ bên kia không xác định mà không nợ, thì đương nhiên cái ông mà đã nợ xong rồi bỏ trốn thì hơi đâu ông xác định công nợ, đối chiếu công nợ với chúng ta. Mọi người công nhận điều đấy không? Ông đã bỏ trốn, ông đối chiếu công nợ với chúng ta làm gì? Tại sao ông phải đối chiếu công nợ với chúng ta? Cái phần mà công nợ bị lệch này thì cũng lệch do nguyên nhân gì và nhiều hay không ấy bạn em ạ. Thì chúng ta, một là chúng ta xử lý nhẹ nhàng thì chúng ta xóa nợ đi, không thì chúng ta phải đi đòi nợ tiếp thôi. Ít thì chúng ta xóa nợ đi, không thì chúng ta đòi nợ. Vấn đề tiếp theo là gì? Mọi người sẽ xem là đấy. Ví dụ giống như doanh nghiệp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân. Theo mọi người cái này là đúng hay sai? Theo mọi người doanh nghiệp có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không? Rất nhiều bạn kế toán là cũng không có. Đấy. Thế nên mọi người sẽ thấy là một cái vấn đề là rất nhiều doanh nghiệp ngày xưa chúng ta đăng nhập. Và đặc biệt tôi làm việc với một số bạn kế toán, bạn ấy còn viết mail bảo là yêu cầu cá nhân cung cấp dữ liệu để quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân. Thì thứ nhất là mình mang nợ vào thân. Thứ hai là mình cũng sai về bản chất. Làm sao mà mình yêu cầu như vậy được? Đấy là cái quyền cá nhân của người ta chứ. Giống như trường tôi ngày xưa cũng thế. Để yêu cầu tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi bảo không, các anh chị đọc nhầm luật rồi. Làm gì sao thế được, tôi bây giờ tôi dạy ở 10 nơi. Tôi thích tự quyết toán thì tôi nhờ ai quyết toán thì đấy là việc của tôi. Có đúng không ạ? Đấy là việc đầu tiên, mọi người nhớ cái đấy nhá. Chúng ta cũng không nên lạm quyền. Nếu mà bây giờ cá nhân người ta ủy quyền cho các bạn, đồng ý. Bạn bạn Duyên nói rất là đúng. Nhưng mà bây giờ ủy quyền mà kế toán không đồng ý được không? Ủy quyền nhưng mà kế toán người ta không đồng ý được không ạ? Bây giờ cá nhân ủy quyền cho kế toán, nhưng mà kế toán không đồng ý được không? Được, đúng không mọi người? Được cái gì ạ? Người ta không thích nhận ủy quyền ý. Bây giờ ví dụ giống như chúng ta ủy quyền cho người ta nuôi con của chúng ta, nhưng người ta không nhận, thì đâu phải cứ ủy quyền là được. Đấy, cho nên mọi người thấy không? Đôi khi là chúng ta đang bị
hợp công việc, bởi vì do là chúng ta nhận ra vấn đề nó chưa chính xác, chúng ta nhận ra vấn đề sai. Việc của cá nhân thì cá nhân tự đi mà làm. Sau này nhiều anh chị để thứ nhất là yêu cầu người ta phải ủy quyền cho công ty quyết toán, vì đấy là luật. Thứ hai mà bảo là cá nhân đấy là không được có thu nhập ở nhiều nơi. Sao chúng ta được phép can thiệp được vậy? Ngày xưa chính kế toán của trường tôi đã bị sai như vậy, tôi lên tôi nói chứ. Việc tôi có thu nhập nhiều nơi đấy là việc của tôi. Và thứ hai là tôi thích tôi quyết toán, tôi không quyết toán cũng được. Thì thưa mọi người là đôi khi nói về có vấn đề về pháp luật nhưng người ta không quyết toán vẫn được. Bởi vì người ta đã tính nhẩm tổng thu nhập của người ta so với cái mức mà đã tạm nộp thuế nó bằng nhau rồi thì người ta không quyết toán cũng không sao. Bởi vì người ta không vi phạm gì pháp luật, bởi vì tổng số tiền nó bằng nhau, nó cân đối rồi còn gì nữa. Cần gì phải quyết toán. Tất nhiên là bây giờ ủng hộ là chúng ta quyết toán hết. Đấy. Cho nên là nhiều cá nhân tự nhiên công ty, cá nhân người ta không muốn công ty mình có mấy trăm người lao động. Đấy, lại mình lại bắt người ta phải đi quyết toán. Thì cái đấy lại là không chính xác. Cho nên nói về phần thuế thu nhập cá nhân này nó rất là phức tạp. Và rõ ràng là nhiều anh chị sẽ bị người ta trao đổi một cái vấn đề này. Ví dụ tại sao ông có bảo hiểm có 20 người mà ông quyết toán thuế thu nhập cá nhân 100 người. Đương nhiên là ủng hộ là quyết toán bạn ạ. Mình ủng hộ quyết toán, bởi vì quyết toán thì mình mới tính toán được. Quyết toán thì chúng ta đôi khi mà nộp thuế nhiều hơn ấy thì chúng ta có thể lấy lại được tiền, chứ không phải đến mức là chúng ta không lấy lại được tiền. Đồng ý không ạ? Thì mọi người lưu ý cái này giúp tôi nhé. Cho nên là rõ ràng là nhiều khi chúng ta đi làm kế toán cho doanh nghiệp ấy, là chúng ta tự mua việc vào để chúng ta nên tổng hợp với ba cái thuế này thì các anh chị sẽ thấy nhé. Ba cái thuế này, thuế nào cũng có rủi ro. Đấy. Và rất nhiều trường hợp quay về cái câu chuyện lúc nãy tôi vừa nói. Đấy. Có 100 doanh nghiệp, có 100, 1.000 người lao động. Đấy. Mà đóng bảo hiểm 20 người. Thì nhiều khi chúng ta gọi từ đấy gọi là từ chênh lệch. Theo mọi người có đúng là nó là chênh lệch không? Cả lớp ạ. Theo các bạn ở đây có đúng là chênh lệch không? Có chênh lệch cái gì ở đây không ạ? Nhiều anh chị lại bảo là ớ thế 80 người ở đây từ đâu ra? Thì như vậy là có chênh lệch, thì liệu có chênh lệch không ạ? Liệu có chênh lệch không ạ? Có liên quan gì đến nhau mà chênh lệch? Mọi người hiểu ý tôi nói không? Đấy. Rõ ràng là chúng ta có liên quan gì đến nhau đâu mà chênh lệch. Đấy. Số người lao động của chúng ta là 100 người, là chúng ta trả lương cho người ta 100 người. Nhưng mà trong 100 người đấy chỉ có 20 người trong diện nộp bảo hiểm thôi. Đúng không? Thì đấy là chúng ta sẽ xác định là nó không phải là vấn đề về chênh lệch. Mà đấy là cái vấn đề sự khác biệt số người lao động đóng bảo hiểm rồi. Còn lúc nãy có một bạn vừa hỏi tôi ấy, thì mọi người phải phân biệt giúp tôi thế này này. Chúng ta kê khai cái phần thu nhập chúng ta trả cho người lao động để trở thành chi phí hợp lý của chúng ta. Nó khác với việc rồi chúng ta quyết toán cho cá nhân. Mọi người hiểu ý không ạ? Ví dụ giống như có 100 người làm ở công ty thì cuối năm chúng ta phải kê khai tổng cộng thu nhập của cả 100 người. Thì chi phí đấy mới được tính vào chi phí hợp lý. Chứ trong 100 người đấy có những người người ta có thu nhập ở mấy nơi thì chúng ta không còn quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái thu nhập của người đấy tại công ty mình thôi. Đấy, mọi người lưu ý cái này nhé. Đấy, cho nên là mọi người thấy không? Khi mà đề cập đến các vấn đề về thuế, rõ ràng là chúng ta phải đề cập đến mấy vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là văn bản quy định pháp luật của nó. Chúng ta phải đọc văn bản quy định pháp luật. Chứ chúng ta không thể đoán, chúng ta không vui vui được. Vấn đề thứ hai, khi mà nói đến thuế là chúng ta phải đề cao đến cái vấn đề về chứng từ, chứng từ vận dụng cho doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba mới là vấn đề sổ, vấn đề cuối cùng mới là vấn đề báo cáo tài chính. Và mọi người thấy không ạ, khi mà xử lý về thuế là chúng ta thấy gặp vô vàn cái rủi ro. Chúng ta sẽ gặp rủi ro về thuế giá trị gia tăng ngay từ cái thuế suất, ngay từ cái phần giá trị tính tiền hàng,
Chúng ta gặp rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp ngay từ phần chi phí hợp lý. Có thể là những cái rủi ro đấy nó không rõ ràng, có thể rủi ro nó rất là rõ ràng. Đấy. Và chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề nữa liên quan đến về thuế thu nhập cá nhân. Nó liên quan đến rất nhiều các cái sắc thuế. Thế nên là thông qua một cái buổi ngắn ngắn vui vui này thôi, thì rõ ràng là tôi đã chia sẻ cho mọi người một số các cái kinh nghiệm. Tuy nhiên là nó không đầy đủ. Và theo quan điểm cá nhân của tôi, thì khi mà mọi người làm việc về kế toán và làm việc về thuế, thì mọi người cũng phải đặc biệt lưu ý về cái phần rủi ro về thuế này. Bởi vì không may chúng ta sai ấy, là nó kéo theo hệ quả sai rất nhiều. Cho nên nhiều anh chị có thể hơi chủ quan một chút, thì chúng ta không nhìn nhận ra được vấn đề, thì cũng rất là nguy hiểm. Nhiều anh chị thì lại cho rằng là mình không sai và rất là tự tin. Nhưng đến khi là có những cái cách nhìn khác nhau, ví dụ hôm nay tôi nói về cái cách nhìn về chỗ chi phí vượt quá định mức, thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở chi phí vượt quá định mức thì chúng ta loại chi phí ra. Nhưng mà có quan điểm khác là chúng ta lại phải nâng doanh thu lên. Đúng đấy ạ. Và vấn đề tiếp theo nữa là rõ ràng là đối với người làm kế toán, thì thay vì việc là chúng ta nghĩ rằng nó, mọi việc nó đơn giản, thì tốt nhất là mọi người cũng nên nâng cao cái chuyên môn của chúng ta lên. Và chúng ta cũng không kỳ vọng là chúng ta làm ở một nơi nào nhiều. Mọi người công nhận điều đấy không? Khi mà làm kế toán thuế thì chúng ta không làm một nơi quá lâu đúng không? Rõ ràng là chúng ta không nên làm kế toán thuế tại một nơi quá lâu. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Thế nên rõ ràng là khi mà chia sẻ cái nội dung này thì chắc các anh chị cũng thấy là nó chưa thể đầy đủ được. Một số bạn cũng có hỏi tôi là có những cái nội dung, có những cái lớp nó dài hơi hơn ấy. Thì hy vọng là chúng ta ở đây thì tôi bên chương trình, bên Unica họ cũng có những cái lớp dài hơi hơn một chút. Thì hy vọng là có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau. Thì nhờ các bạn bên Unica có thể chia sẻ những cái nội dung, những cái lớp chuyên sâu hơn một chút so với cái nội dung hôm nay. Cảm ơn các bạn. Vâng, lần đầu tiên thì em cũng rất là